Được rồi, cô giáo ạ. Vâng ạ. Rồi ạ. Dạ vâng. Thì hôm trước chúng ta đã nói một số các hàm cơ bản rồi, đúng không? Ví dụ chúng ta đã nói đến hàm các hàm toán học cơ bản như là hàm Everest, hàm sum, sum if s, count, count a, count if s, và chúng ta cũng đã nói về hàm if rồi. Ngoài ra chúng ta còn nói về hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP. VLOOKUP cho phép chúng ta dò tìm trong một bảng dò được bố trí theo cột, đúng không ạ? Và tương tự với VLOOKUP, chúng ta có một hàm là hàm HLOOKUP cho phép dò tìm theo một cái bảng được bố trí theo dòng, tức là theo hàng. Style dữ liệu này thì có thể chúng ta cần phải thực hiện thao tác thống kê ví dụ như sau. Giả sử chúng ta cần phải thực hiện thống kê thu nhập đi. Ví dụ chúng ta có một cái bảng bên dưới này là thống kê thu nhập. Chúng ta sẽ copy cho tôi cái bảng dữ liệu này để chúng ta tạo cho nó nhanh thôi. Và paste sang đây ạ. Sau đó xóa cái cột thưởng này đi. Và thay bằng tổng thu nhập. Hôm trước thì chúng ta đã tính được tổng thu nhập của tất cả các nhân viên trong công ty. Nhưng nếu bây giờ chúng ta cần phải tính tổng thu nhập của từng cái phòng ban này thì chúng ta đã làm được chưa ạ? Hôm trước chúng ta làm chưa ạ? Tổng thu nhập của từng phòng ban ạ. Hôm trước chúng ta đã làm được điều này chưa nhỉ các anh chị nhỉ? Tính tổng thu nhập theo từng phòng ban thì có nghĩa là chúng ta tính tổng có điều kiện, và đây là một điều kiện hay nhiều điều kiện ạ? Tính tổng thỏa mãn một điều kiện nào đó, ví dụ tôi cần tính tổng thu nhập của các nhân viên phòng giám đốc chẳng hạn, thì chúng ta phải sử dụng hàm sum if với một điều kiện, đúng không? Tương tự như vậy với từng phòng ban chúng ta làm được điều đó. Nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mà nó có một cái bảng thống kê chung như thế này, thống kê của từng phòng ban, và hoàn toàn chúng ta không nên nhập công thức cho từng cái ô một, mà chúng ta phải nhập công thức cho một ô nào đó, sau đó chúng ta copy công thức xuống các cái dòng còn lại, đúng không? Như vậy đây, chúng ta sẽ sử dụng hàm gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng hàm gì để được tính được tổng thu nhập của phòng giám đốc đi ạ? Hàm gì ạ? Sum if, đúng không ạ? Cùng ở đây chúng ta nhớ lại này, hàm sum if gồm có 3 tham số. Tham số đầu tiên đó là vùng điều kiện, tham số thứ hai là điều kiện và tham số thứ ba là vùng tính tổng. Đúng không ạ? Như vậy vùng điều kiện ở đây sẽ là vùng nào? Vùng điều kiện là vùng nào ạ? Các anh chị bật mic lên tương tác một chút ạ. Vùng điều kiện sẽ là vùng nào? Là phần Vùng của điều kiện sẽ là vùng nào? phòng ban đến cái chỗ tổng thu nhập vậy ạ. C ạ. Từ từ, sao lại từ phòng ban đến tổng thu nhập ạ? Chỉ có mỗi cột C thôi chứ, đúng không ạ? Tức là cột phòng À, ban này, đây với mới cột cho biết là C ạ. có phải là giám đốc hay không, đúng không? Vậy bây giờ cái vùng điều kiện này chúng ta có cố định nó lại hay không? Hay là khi chúng ta copy xuống dưới thì khi tôi cần tính tổng thu nhập của phòng kế hoạch thì vùng điều kiện lại là một vùng khác? Có khác Cố không hay định là vùng vùng này? cần cố định lại Rồi trong trường này chúng ta cần phải cố định lại, đúng không? Bằng cách nhấn phím F4, tại vì với các dòng dưới cái vùng điều kiện nó vẫn là cái vùng này, do đó chúng ta sẽ cố định nó lại bằng cách lấy địa chỉ tuyệt đối. Điều kiện là gì? Thì như hôm qua, với cái buổi hôm qua ấy, thì nếu chúng ta muốn tính tổng thu nhập của giám đốc thì chúng ta sẽ điều kiện chúng ta sẽ viết là giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép, đúng không ạ? Giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép như thế này. Và vùng tính tổng là vùng nào? Vùng tính tổng sẽ là vùng nào? Tôi đang cần tính tổng thu nhập của giám đốc thì rõ ràng vùng tính tổng sẽ là vùng nào? Tổng thu nhập. tổng thu nhập. Và hoàn toàn tương tự, vùng này chúng ta cũng phải cố định nó lại. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta quan sát công thức một chút. Nếu mà tôi để ở đây điều kiện là giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép như thế này, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Khi tôi đặt điều kiện là giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép, nếu tôi copy công thức xuống các dòng bên dưới, thì rõ ràng xuống cái dòng này chúng ta lại phải sửa điều kiện thành gì? Hoạch. Kế hoạch. Xuống dòng này chúng ta lại sửa điều kiện nó thành kinh doanh. Và tương tự thế thì chúng ta lại phải sửa thành kế toán. Do đó chúng ta không nên làm theo cách này. Thay vì chúng ta gõ giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép như thế này, thì chúng ta sẽ lấy luôn địa chỉ của ô này. Đúng không? Ô này có địa chỉ là bao nhiêu thì chúng ta lấy địa chỉ tương đối của ô đó. Và rõ ràng khi chúng ta copy xuống, thì chúng ta thấy địa chỉ nó có thay đổi tương ứng không ạ? Đây, ví dụ thay vì tôi lấy điều kiện là giám đốc nhá, tôi bỏ đi này. Tôi lấy điều kiện bây giờ chính là E19. Đúng không ạ? Khi chúng ta lấy điều kiện là E19 là ô này,
chúng ta copy công thức xuống dưới thì E19 xuống đây nó sẽ trở thành E20 là kế hoạch, xuống đây trở thành E21 và xuống đây thành E22. Nó tương ứng với cái điều kiện chúng ta cần thiết lập, đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý trong trường hợp này chúng ta nên sử dụng cái cách này để lấy cái xác định cái vùng điều kiện, thay vì chúng ta sẽ đặt điều kiện trong cặp dấu nháy kép. Rõ cái text trong cặp dấu nháy kép ấy, thì rõ ràng copy công thức xuống dưới chúng ta phải sửa cái điều kiện đấy. Được chưa ạ? Cái cố định cái vùng thì lúc nãy là cô dùng cái gì để cố định cái vùng này ạ? Mà để nó ra cái chữ S thì kìa. À, chữ đô la, ký tự đô la anh nhá. Vâng, nhưng mà cái này cô làm nhanh thế thì bằng cái lệnh gì? Phím chức năng F4. Phím, cái hàng phím chức năng ấy ạ. Vâng. Escape này, F1, F2 vân vân ấy. Cho đến F12 thì chúng ta sử dụng phím F4. Chứng tỏ buổi hôm trước anh không tham gia đúng không ạ? Đúng ạ, đúng rồi ạ. Vâng, đấy. Buổi trước nói về cái này rồi ạ. Vâng. Đây là vùng điều kiện, đây là điều kiện và đây là vùng tính tổng. Tương tự như vậy, giả sử bây giờ tôi có thêm một cột nữa nhé, là cột số nhân viên. Chúng ta cần tính đếm xem mỗi phòng ban này có bao nhiêu nhân viên. Vì sao? Cần tính xem mỗi cái phòng ban này có bao nhiêu nhân viên thì chúng ta sẽ sử dụng hàm gì? Vừa rồi là tính tổng thu nhập của từng phòng ban thì chúng ta sử dụng hàm sum if. Vậy bây giờ nếu tôi cần đếm xem mỗi cái phòng ban này có bao nhiêu nhân viên thì chúng ta sẽ sử dụng hàm gì? Count if ạ. Hàm count if đúng không ạ? Bằng count if. Hàm count if này chỉ có hai tham số, đó là vùng điều kiện và tham số thứ hai là điều kiện. Vùng điều kiện sẽ là vùng nào? Vẫn là phòng ban. Vẫn là vùng phòng ban. Từ C3 cho đến C15. Và tương tự chúng ta phải lấy địa chỉ tuyệt đối. Tiếp theo, điều kiện. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng điều kiện là gì? Điều kiện là tên phòng ban ngay bên cạnh. Địa chỉ của cái ô mà tên phòng ban ngay bên cạnh đây. Đúng không ạ? Địa chỉ của ô. Chứ chúng ta không gõ là giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép. Như vậy địa chỉ của ô này chính là E19, đó chính là điều kiện của hàm if này. Được chưa? Đây là đếm số nhân viên trong mỗi một cái phòng ban. Vùng điều kiện và tham số thứ hai là điều kiện. Thì đấy là một số các hàm cơ bản. Tiếp theo tôi nói thêm một chút về các hàm thao tác đối với text. Chúng ta mở ra một sheet mới nhé, ngay bên cạnh để tí chúng ta còn sử dụng lại cái sheet này nữa. Tạo cho tôi một sheet mới bên cạnh này. Click vào nút New Sheet để tạo thêm một sheet mới. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ nói một chút về các hàm thao tác trên sâu ký tự. Ví dụ tôi có một cái sâu ký tự như sau. Thì với text ấy, thì chúng ta có một số các hàm. Thứ nhất là hàm let. Hàm let này cho phép lấy ra các ký tự bên trái của một cái text nào đó. Hàm này gồm có hai tham số. Tham số thứ nhất là cái text mà chúng ta đang thao tác với. Và tham số thứ hai là số lượng ký tự chúng ta muốn lấy ra. Với hàm let này, cái tham số 5 cha, tức là số lượng ký tự chúng ta muốn lấy ra ấy, ký tự bên trái nhá, thì nó đang được đặt trong cặp ngoặc vuông. Có nghĩa là gì ạ? Hôm trước chúng ta nói rồi, những cái tham số mà đặt trong cặp ngoặc vuông đó là những tham số tùy chọn, có thể có hoặc không. Như vậy nếu trong trường hợp mà chúng ta không có cái tham số thứ hai này thì mặc định sẽ lấy ra một ký tự bên trái nhất, tức là ký tự đầu tiên của cái text đó. Ví dụ let, tôi có một cái ô đầu tiên đây, ô A1, tôi đã gõ text vào rồi đúng không ạ? Let của A1 tôi lấy ra 4 ký tự. Được chưa? Thì kết quả nó sẽ trả lại là DH cách K. Tương tự như vậy, nếu tôi lấy let của A1 mà tôi đóng ngoặc luôn, thì trong trường hợp này không có tham số thứ hai, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ lấy ra một ký tự bên trái nhất của text và nó sẽ trả lại ký tự D. Được chưa? Thì đây là hàm let thao tác đối với text, lấy ra các ký tự bên trái của text. Tương tự với hàm let, chúng ta sẽ có hàm
right, đúng không ạ? Tương tự với hàm left này, chúng ta sẽ có hàm thứ hai, đó là hàm right bằng right. Hàm right thì sao? Lấy ra các ký tự bên phải của một text nào đó. Cũng tương tự như left thì hàm right cũng có hai tham số, đó là cái text chúng ta đang muốn thao tác, chúng ta đang muốn xử lý. Và tham số thứ hai là số lượng ký tự mà chúng ta muốn lấy ra. Ở đây tôi vẫn sử dụng cái cell là nằm trong ô A1, cái text nằm trong cell A1, trong ô A1. Tiếp theo tôi lấy ra ba ký tự. Chúng ta lưu ý là trên máy tính của mình danh sách các tham số ngăn cách với nhau bởi cái gì thì chúng ta sử dụng ký hiệu đó, đúng không ạ? Ví dụ trên này máy tính của tôi thì các tham số ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy thì tôi sử dụng dấu phẩy. Còn trên máy tính của chúng ta nó sử dụng dấu chấm phẩy thì chúng ta sử dụng đúng như thế. Right 3. Có nghĩa là tôi đang muốn lấy ra ba ký tự bên phải nhất của cái text nằm trong ô A1 và kết quả nó trả lại là TQZ. Và nếu trong trường hợp chúng ta không có tham số thứ hai, right của A1, thì có nghĩa là chúng ta chỉ lấy ra một ký tự thôi, đó là ký tự bên phải nhất ngoài cùng của text. Và kết quả là nó trả lại chữ Z, đúng không ạ? Rồi, vừa rồi là hàm left, hàm right. Bây giờ chúng ta có cái hàm thứ ba, đó là hàm middle. Left để lấy ra các ký tự bên trái, tức là những ký tự đầu tiên. Right lấy ra các ký tự bên phải, có nghĩa là những cái ký tự cuối cùng. Thì chúng ta có hàm kế tiếp, đó là hàm middle. Hàm middle cho phép chúng ta lấy ra các ký tự nằm ở giữa của cái text, có thể là từ một cái vị trí nào đó tới một vị trí nào đấy, đúng không ạ? Nào, hàm này gồm có 3 tham số, hàm mid này. Gồm có 3 tham số. Tham số thứ nhất là cái text chúng ta đang muốn thao tác. Tham số thứ hai là gì ạ? Lấy ra bắt đầu từ ký tự thứ mấy? Start 5. Và số lượng ký tự tôi muốn lấy ra là bao nhiêu? Nhưng nó khác với hàm left và hàm right. Hai hàm này thì chỉ có hai tham số thôi. Và có một tham số là có thể không có, tham số tùy chọn. Nhưng với hàm mid này có ba tham số và ba tham số này buộc phải có, không có tham số nào là tùy chọn cả. Ví dụ tôi đang muốn lấy ra, tôi xử lý cái cell nằm trong ô A1. Tôi muốn lấy ra từ ký tự thứ 5 và tôi muốn lấy ra hai ký tự thì có nghĩa là start 5 sẽ bằng số 5 này. Tiếp theo 5 cha, số lượng ký tự tôi lấy ra là 2. Thì kết quả nó sẽ trả lại gì ạ? Ký tự thứ 5 là ký tự T, đúng không? Như vậy tôi lấy bắt đầu từ ký tự T và lấy ra 2 ký tự. Do đó kết quả của nó trả lại sẽ là TQ. Được chưa ạ? Hàm thứ 4 liên quan đối text, chúng ta có hàm len. Hàm len trả lại độ dài text. Len này viết tắt chính là cái những cái ký tự đầu của len, độ dài ấy, đúng không ạ? Hàm len chỉ có một tham số duy nhất, len A1, thì nó sẽ trả lại độ dài của text, tức là số lượng ký tự nằm trong cái text đó. Text này gồm có bao nhiêu ký tự ạ? 7. Như vậy len của A1 sẽ trả lại bằng 7. Ngoài ra chúng ta còn có một số các cái hàm khác đối với text. Ví dụ như đó là hàm value. Ví dụ như thế này nhá, hàm value này. Tôi hỏi một chút này. Cái số 1 này, ký tự số 1. Với số 1 này nó có khác nhau không? Nó trường hợp quá rồi kìa. Hai cái này nó khác nhau hay giống nhau ạ? Hai cái này khác nhau hay giống nhau ạ? Một cái này tôi đặt trong cặp dấu nháy kép thì chúng ta hiểu đây là gì? Đây là gì ạ? Là text đúng không? Là thứ tự này bằng 1 bằng 1. Theo chúng ta kết quả của biểu thức này sẽ trả lại cái gì? Bằng 1 bằng 1. Là lỗi ạ. Nó không lỗi. Nó không báo lỗi. Dấu bằng đầu tiên chỉ ra bắt đầu một công thức. Dấu bằng thứ hai này là phép toán gì ạ? Quan hệ so sánh, đúng không? Chúng ta có các phép toán quan hệ như là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, bằng và khác. Thì đây là một phép toán quan hệ. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy đây, cái đầu tiên này, đây là cái toán hạng thứ nhất.
Một được đặt trong cặp dấu nháy kép, có nghĩa đây là một text, là một show ký tự. Trong khi đó bên tay phải này nó là một gì? Là một số. Thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Do đó khi chúng ta thiết lập công thức này, kết quả nó sẽ trả lại là false. Tại vì tôi đang muốn nói ở đây đó là gì? Show ký tự nó khác hoàn toàn so với số. Rất là nhiều người nhầm cái chỗ này. Ví dụ nhé, tôi có một show này, KTQZ2020. Khi tôi lấy hàm write của cái thằng này, lấy ra 4 ký tự, thì theo chúng ta nó sẽ trả lại một text hay là một số nào? Đây là text. Nó là text, đúng không? Khi chúng ta lấy write của A6.4, tức là nó lấy ra 4 ký tự bên phải của cái thằng A6 này, và kết quả nó trả lại 2020. Nhưng đây không phải là một số, mà đây là gì ạ? Text. Chúng ta nhìn thấy dấu hiệu nó căn gì đấy ạ? Căn trái. Căn gì trái, đúng không? Đấy, như vậy bây giờ ví dụ tôi thử. Đây tôi có một cái số là 2020. Và tôi so sánh hai cái này thì rõ ràng chúng ta thấy đấy là nó khác hoàn toàn nhau. Bằng nhau không? Rõ ràng kết quả là khác nhau. Tại vì tại cái ô B6 ấy, thì đó là text. Còn ô C6 tôi vừa gõ vào một giá trị số 2020. Và kết quả nó sẽ trả lại một giá trị số. Đúng không ạ? Thì trong Excel ấy, nó có một cái hàm để chuyển từ text sang số. Ví dụ, tất nhiên là phải giá trị đấy phải chuyển được. Còn nếu mà giá trị đấy nó không thể chuyển được thì nó sẽ báo lỗi. Tôi lấy ví dụ nhé. Cái hàm mà tôi đang muốn nói đến đó là hàm value. Hàm value này có một tham số vào cho nó, đó là text. Tức là gì? Hàm này sẽ thực hiện việc chuyển từ text sang giá trị số tương ứng, với điều kiện là cái text này có thể chuyển sang số. Ví dụ tôi lấy value của 2020, tức là cái ô B6 này là cái ô text đúng không ạ? Nào, cái B6 này có phải chính là text không ạ? Đúng rồi ạ. Vậy khi chúng ta lấy value của B6 này thì kết quả nó sẽ trả lại gì ạ? Số 2020, đây là giá trị số. Và bây giờ tôi thử so sánh nhé, thằng này. Theo chúng ta kết quả nó trả lại là gì? Kết quả trả lại sẽ là gì ạ? True. Là true, đúng không? Tại vì cả hai giá trị này đều là số mà nó bằng nhau rồi thì đương nhiên kết quả nó sẽ là true. Với text trong Excel ấy, chúng ta hôm trước cũng đã nói rồi, nó có một cái toán tử gì để thực hiện ghép sâu ạ? Toán tử gì để thực hiện ghép hai cái sâu ký tự lại với nhau nhỉ? Toán tử và. Có đúng không? Chúng ta còn nhớ toán tử và không? Có. Đây. Toán tử và để ghép hai cái text lại với nhau. Ví dụ tôi có một cột là họ và cột thứ hai là tên. Tôi có thể lấy lại họ tên bằng cách ghép hai cái tên, hai cái cột đấy lại với nhau. Đúng hàm n. Hàm n là hàm và logic nó khác nhau nhá. Cái hàm n mà anh đang nói đến này này, không phải là hàm ghép, hàm này là hàm và logic. Tức là gì? Nó sẽ gồm có nhiều biểu thức logic. Tôi lấy ví dụ này, 4 lớn hơn 6, đây là một biểu thức logic thứ nhất. Biểu thức logic thứ hai là 7 nhỏ hơn 8 chẳng hạn, đây là ví dụ. Thì cái hàm n này là hàm và logic, nó sẽ có giá trị là true duy nhất khi mà các biểu thức bên trong nó này có giá trị là true. Còn chỉ cần một cái có giá trị là false, chỉ cần một cái biểu thức bên trong nó có giá trị là false thì kết quả nó sẽ trả lại giá trị là false, đúng không ạ? Đây là hàm n logic rồi. Hàm n, hàm o, hàm not, đấy là những hàm logic. Trả lại một giá trị logic, chúng ta xem đây. Như vậy 4 lớn hơn 6 là gì? False. Thằng này là true, như vậy kết quả trả lại sẽ là gì? False. Tại vì chỉ cần một cái có giá trị là false thì kết quả của hàm n này nó sẽ là false. Tôi đang nói về cái việc mà ghép sâu ấy. Hôm qua chúng ta đã thực hiện việc ghép sâu, ví dụ như bằng tôi có sâu thứ nhất là DH KTQZ. Và tôi ghép với cái sâu thứ hai, ghép bằng toán tử và. Sâu thứ hai là 2020 chẳng hạn. Được chưa? Thì đây là toán tử ghép sâu, ghép hai cái sâu ký tự lại với nhau thành một sâu ký tự này. Nếu mà tôi muốn có một ký tự khác ở đây thì sao? Tại vì cái 2020 nó đang viết liền với KTQZ. Tôi muốn có một cái cách ở đây ra thì sao? Thêm dấu sao đúng không ạ? Không. Dấu sao này nó lại thành cái sao mất rồi. Chúng ta muốn có thêm một ký tự cách thì có thể có một số cách sau. Cách thứ nhất là chúng ta thêm một ký tự cách ngay đằng trước cái số này này, 2020, nhưng nó phải nằm trong cặp dấu nháy kép. Đúng không ạ?
Cách thứ hai là chúng ta thêm một ký tự cách nằm ngay sau cái KTQZ này. Vấn đề là nó phải nằm trong ký tự cách. Nhớ là nếu mà có nằm đây cách cái này bao nhiêu trang nữa thì nó vẫn làm sao? Đây, phần tử và này của tôi đây, nhưng mà hai cái tách này không đổ. Thì khi tôi enter thì nó cũng vẫn gì ạ? Vẫn dính với nhau. Đúng không? Cái cách là chúng ta phải cách nằm bên gì ạ? Bên trong của cái dấu nháy kép này này. Đấy là hai cách. Hoặc là cách thứ ba nữa là gì? Tôi ghép thêm với một sâu nữa và cái sâu đấy chỉ chứa duy nhất một ký tự cách thôi. Đây là cách thứ ba. Đây. Như vậy thực chất ở đây tôi đang ghép ba cái tách lại với nhau. Đây là tách thứ nhất. Tách thứ hai chỉ chứa duy nhất một ký tự gì đó ạ? Cách. Và ký tự tách thứ ba là cái này. Đấy là hàm. À đấy là toán tử ghép sâu. Tương tự với toán tử ghép sâu này, nó có một cái hàm đó là hàm ghép sâu. Vừa rồi là toán tử để ghép sâu. Ngoài ra chúng ta còn cách khác đó là thực hiện hàm concatenate để ghép các sâu ký tự lại với nhau. Đây, concatenate. Đây là sự hàm này. Hàm này có bao nhiêu tham số ạ? Tối thiểu là 1 và chúng ta có thể có rất là nhiều tham số khác. Đúng không ạ? Ví dụ như với điều kiện vừa rồi nhé, tôi có thể này. DHKTQZ. Đây là sâu ký tự thứ nhất. Sâu ký tự thứ hai là tôi thêm một dấu cách. Và hoặc là sâu thứ ba nữa tôi thêm 2020, được chưa? Giống hết cái toán cái phép toán ghép sâu ở bên trên, nhưng ở đây tôi không sử dụng từ toán tử ghép sâu đấy nữa, mà tôi sử dụng hàm concatenate để thực hiện ghép các sâu ký tự lại với nhau. Đây là tách 1, đây là tách 2 và cái này là tách 3. Rồi tiếp theo tôi nói một chút các hàm liên quan đến dữ liệu dạng date và dạng time. Dạng date và dạng time thì như hôm trước tôi đã nói qua về date rồi. Thì chỗ này chúng ta lưu ý thêm một chút này. Với chúng ta ấy, ví dụ như ngày 22 tháng 8 năm 2010, đó là ngày 22 tháng 8 và năm 2010. Nhưng trong Excel nó không lưu ngày 22, không lưu tháng 8, không lưu năm 2010. Vậy nó lưu cái gì? Nó lưu dữ liệu dạng date dưới dạng một con số. Thì cái con số đấy nó gọi là serial number. Thì chúng ta nhớ là mốc lịch của Excel ấy, nó tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1900. Đây là mốc lịch bắt đầu của Excel. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1900. Cái ngày này nó sẽ có một cái số, cái con số ấy, nó gọi là serial number. Con số này sẽ có giá trị là bằng 1. Và đương nhiên là ngày mùng 2 tháng 1 năm 1900. Serial number của nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng. Cứ mỗi một ngày nó tăng lên như vậy. Ví dụ như ngày 22 tháng 8 năm 2010. Nếu tôi không nhầm thì cái serial number của nó có giá trị bằng 40412. Thì chúng ta thử check lại. Đấy. Tức là mỗi một cái date này nó sẽ lưu dưới dạng một cái con số, chứ không lưu ngày, không lưu tháng riêng, không lưu năm riêng. Được không ạ? Rồi chúng ta thử xem nhé. Chúng ta nhập vào cho tôi ngày 22 tháng 8. Nhưng mà trên máy tính của tôi là tháng trước, do đó tôi phải nhập số 8 trước, đúng không ạ? Sau đó đến 22, sau đó đến 2010. Thì đây là một cái dữ liệu dạng date tôi nhập đúng rồi. Dấu hiệu thứ nhất là nó căn phải, và cái thứ hai nữa là chúng ta quan sát tại cái nhóm number đây. Thì nó đã tự động chuyển sang dữ liệu dạng date. Tôi đã nhập đúng một ô dữ liệu dạng date. Vậy bây giờ tôi muốn xem cái serial number của cái date này có giá trị bằng bao nhiêu. Thì có cách làm thứ nhất là chúng ta sẽ click vào cái nút mũi tên bên phải của cái date này. Chúng ta nhìn rõ không ạ? Có. Tại đây chúng ta chọn number. Đây. Thì đây chính là cái serial number của nó bằng 40412. Được chưa ạ? Bây giờ tôi thử này với một cái ngày khác. Có đúng là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1900 là mốc lịch bắt đầu của Excel hay không? Và serial number của nó có đúng bằng 1 hay không? Chúng ta thử gõ 1 tháng 1 năm 1900. Sau đó chúng ta cũng chuyển thằng này, không phải là giữ được dạng date nữa mà tôi để nó sang dạng gì? Number. Có đúng là 1 chưa ạ? Được. Như vậy là cái cách làm đầu tiên tôi muốn xem serial number của một date, một dữ liệu dạng date, thì tôi đã phải chuyển nó sang dữ liệu dạng số để tôi xem. Đúng không ạ? Vậy bây giờ có cách nào khác để có thể xem được serial number của date hay không? Thì có một hàm, đó là hàm date value. Và nhớ là tham số truyền vào cho nó là date ở dạng text.
Ví dụ tôi muốn xem serial number của ngày 22 tháng 2 năm 2010 thì tôi sẽ gõ là gì ạ? Nhớ là date như kiểu dạng text, mà text thì nó phải được đặt trong cặp rồi nháy kép. Đúng không ạ? 22-2010. Tại vì trên máy tính của tôi là tháng trước nên là tôi phải để định dạng ngày như thế này. Còn trên máy tính của chúng ta định dạng ngày tháng năm thì chúng ta để 22-8-2010. Thì đây chính là date value của nó. Đúng không ạ? Và tương tự như vậy, thử với date value này. Date value của ngày mùng 1 tháng 1 năm 1900. Tương nhiên, date value của nó sẽ có giá trị bằng 1. Chúng ta thử xem, muốn xem ngày hôm nay thì chúng ta có hàm gì? Ngày tháng năm hiện thời thì chúng ta có hàm today. Today. Đúng không ạ? Today trả lại ngày tháng năm hiện thời của hệ thống. Tức là cái ngày tháng năm trên đây đây. Được chưa ạ? Hàm now cũng cho phép chúng ta xem thông tin ngày tháng năm hiện thời. Nhưng mà nó có thêm cái gì? Thời gian. Muốn lấy ngày tháng năm của một ngày nào đó thì chúng ta sử dụng hàm gì? Day để lấy. Day. Day để trả lại. Ví dụ day của H11 là cái ô này này. Nó sẽ trả lại ngày. Mà ngày đó chính là 11. Đúng không? Và tương tự như vậy chúng ta có hàm month. Month trả lại tháng là 4. Và hàm year của B của H11 trả lại là 2020. Đấy chưa? Với dữ liệu dạng date ý, thì chúng ta có phép toán là date cộng to date thì sẽ ra số. Nếu chúng ta có hai cái ô dữ liệu dạng date cộng to date thì nó sẽ do ra một cái dữ liệu số. Thực chất của cái việc này là nó lấy hai cái serial number cộng với nhau. Tương tự như vậy, date cộng trừ số thì sẽ ra gì ạ? Cộng hoặc là trừ đấy thì sẽ ra gì? Date cộng trừ date thì ra số nhá. Cộng hoặc trừ thì đều ra số. Thế còn date cộng trừ số thì sẽ ra gì ạ? Ra date. Chúng ta thử xem nhá. Chúng ta thử này. Đây là một dữ liệu date đúng không ạ? Đây cũng là một dữ liệu date khác. Tôi lấy hai cái này cộng với nhau. Thằng này cộng với cái này. Đây là date cộng với date. Thì kết quả nó trả lại một số. Tại vì thực chất nó lấy hai cái serial number cộng với nhau. Tương tự như vậy, tôi lấy date này trừ đi cái date này thì nó cũng sẽ ra một số. Như vậy date cộng trừ date là ra số. Thế date cộng trừ số thì ra date. Tại sao? Đây, chúng ta thử lấy thằng này. Tôi trừ đi 10 thì nó sẽ ra là ngày 22 tháng 8 đang 2010 trừ đi 10 thì nó sẽ ra gì ạ? 12 tháng 8. Và tương tự như vậy, thằng này tôi cộng thêm 20 thì nó sẽ ra ngày bao nhiêu tháng 9 ạ? Cộng thêm 20 ngày nữa. Đúng không? Rồi trừ đi 30 thì nó ra là 11 tháng 9 năm 2010. Thì đấy là với dữ liệu dạng date. Tương tự như vậy, với dữ liệu dạng time thì nó cũng hoàn toàn tương tự. Time nó cũng không lưu giờ, phút, giây mà nó lưu dưới dạng một con số. Nhưng cái con số này nó khác với con số ở bên date một chút. Với date thì giá trị bắt đầu từ 1 và nó hiện nay chúng ta thấy nó cứ xong ngày ngày hôm sau thì sẽ bằng cái date cái serial number của ngày hôm trước cộng với 1. Thế còn với time thì khác. Với time thì cái serial number nó chỉ có giá trị nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1 thôi. Chúng ta lấy ví dụ này. Tôi có một cái dữ liệu dạng time như thế này. Đúng không ạ? Tôi muốn xem serial number của nó bằng bao nhiêu. Thì tôi giống như lúc nãy, tôi chuyển nó sang dạng gì? Number là 0.35. Tôi có thể xem serial number của cái dạng time này bằng cách thứ hai. Thay vì tôi phải chuyển nó sang dạng số để tôi nhìn, thì chúng ta cũng có một cái hàm mà giống như hàm ở bên date ấy. Đó là hàm gì nhỉ? Time value. Bên date chúng ta có hàm date value, đúng không? Bên time chúng ta sẽ có hàm time value. Tiếp theo là time ở dạng text. 8:30. Đây chính là serial number của nó. Hoặc là chúng ta để 24 giờ đi. Thì đây là serial number của nó là bằng 0. 12 giờ. Serial number của nó bằng vân vân. Tương tự nhá. Bên Tết thì chúng ta có những hàm gì nào? Hàm day này để lấy ngày, hàm month để lấy gì?
tháng, hàm year để lấy năm, có hàm get value, có hàm gì nữa? Chúng ta có một hàm nữa là hàm get. Hàm get này sẽ gồm có 3 tham số, đây tôi lấy ví dụ ra ngoài này nhé. Hàm get này, hàm get này gồm có 3 tham số, đó là year, month và day. Thì với cách làm này không bao giờ chúng ta nhầm lẫn ngày với tháng được nữa, đúng không? Nó chỉ rõ đâu là tham số năm, đâu là tham số và đâu là tham số ngày, đúng không ạ? Thì hàm này nó trả lại một ngày tháng năm, gồm có 3 tham số, năm, tháng và ngày truyền cho nó. Thì bên này, bên tham chúng ta sẽ có hàm gì? Hour. Hàm thứ nhất là hàm, chúng ta có hàm hour, đúng không? Hàm bên này, month thì chúng ta có hàm gì ạ? Minute, đúng không? Và đây chúng ta có hàm, tương ứng với đây thì chúng ta có hàm second. Tương ứng với hàm date value, bên này chúng ta có hàm time value, đúng không ạ? Và bên này chúng ta cũng có một hàm. Đây là một số các hàm thao tác đối với dữ liệu dạng date, dạng time. Như vậy là chúng ta đã nói sơ lược các cái hàm cơ bản trong Excel. Bây giờ quay trở về cái sheet lúc nãy ạ. Chúng ta sẽ nói một chút về việc thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel. Tôi thử thêm một cột nữa nhé. Chúng ta thêm cho tôi một cột bên phải này nữa này. Này đi. Tôi có một cột ở cột địa điểm kiểm tra. Nếu là nhân viên phòng kế toán thì địa điểm kiểm tra là Thái Bình. Còn ngược lại thì không phải đi kiểm tra, tức là để chống. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng hàm gì? Ngược lại thì chúng ta để chống nhé. Có nghĩa là không điền gì cả. Chúng ta vẫn phải sử dụng hàm gì? If. Biểu thức điều kiện. C3 bằng với gì? Kế toán. Và nếu mà bằng với kế toán thì địa điểm kiểm tra sẽ là Thái Bình. Ngược lại không phải đi kiểm tra, chúng ta sẽ đặt cho tôi hai cái cặp dấu nháy cách viết liền nhau. Đó là một tách rỗng. Được không ạ? Nếu là phòng kế toán thì đi kiểm tra tại Thái Bình. Còn ngược lại thì để rỗng. Là một sâu rỗng, có nghĩa là chúng ta đặt hai cái dấu nháy cách viết liền nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu nhé. Hãy sắp xếp cho tôi cái bảng lương này theo thứ tự bảng chữ cái A to Z của phòng ban. Và nếu trùng phòng ban thì sắp xếp theo tổng thu nhập giảm dần. Thì lúc đấy chúng ta sắp xếp như nào? Sắp xếp bảng lương này theo thứ tự A to Z của phòng ban. Tức là theo cục phòng ban thứ tự A to Z ấy. Và nếu trùng phòng ban thì sắp xếp theo tổng thu nhập giảm dần. Như vậy đây chúng ta cần sắp xếp theo mấy tiêu chí ạ? Hai tiêu chí. Hai tiêu chí. Chúng ta có thể sắp xếp theo rất là nhiều tiêu chí khác nhau. Thì để thực hiện việc sắp xếp này thì cách đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu chúng ta muốn sắp xếp. Ở đây tôi không chọn cái cột số thứ tự vì tại vì tôi muốn cột số thứ tự là giữ nguyên, không bị sắp xếp, không bị nhảy theo. Còn nếu chúng ta chọn cả cột số thứ tự thì cũng không sao cả. Có điều là lúc đấy cái số thứ tự nó sẽ chạy không theo đúng cái thứ tự này nữa. Vậy là chúng ta có thể chọn cả cái cột số thứ tự hoặc không chọn đều được. Ở đây tôi không chọn cột số thứ tự. Chúng ta chọn vùng dữ liệu. Sau đó vào đâu? Chúng ta có thể vào thẻ Home. Trong nhóm Editing, click vào nút Sort and Filter. Sau đó chọn Custom Sort, chọn vùng dữ liệu chúng ta muốn sắp xếp này. Sau đó vào thẻ Home. Trong nhóm Editing, click vào nút Sort and Filter. Sau đó chúng ta chọn Custom Sort. Chúng ta đã thấy xuất hiện một loại sort này chưa ạ? Hoặc là cách khác nhé. Chúng ta có thể vào thẻ Data. Trong nhóm Sort and Filter, click vào nút gì ạ? Sort. Đấy. Chúng ta có thể vào thẻ Home hoặc cũng có thể vào thẻ Data. Miễn là nó xuất được hiện được cho chúng ta cái hộp thoại sort này. Tại hộp thoại sort này, chúng ta sẽ thiết lập như sau. Thứ nhất là sort by. Chúng ta sẽ sắp xếp theo cái gì? Cái tiêu chí đầu tiên tôi cần thực hiện sắp xếp đó là phòng ban. Chúng ta click vào mũi tên này, sau đó chọn phòng ban. Đúng không ạ? Sort on thì nó có thể theo giá trị của ô, có thể theo màu ô, theo font color hoặc là theo các cái biểu tượng conditional formatting. Ở đây chúng ta để là theo cell value, giá trị của ô. Và thứ tự sắp xếp chúng ta sẽ thấy có hai kiểu, có thể sắp A to Z hoặc là Z to A. Hoặc là chúng ta có thể sắp theo một cái custom list. Tại vì với cái dữ liệu của cột nào là tất thì thứ tự sắp xếp của nó sẽ là A to Z hoặc là Z to A. Còn với dữ liệu dạng số thì nó sẽ có từ nhỏ nhất tới lớn nhất.
hoặc là từ lớn nhất tới nhỏ nhất. Với dữ liệu dạng depth thì nó sẽ có là từ xa nhất tới gần nhất hoặc là ngược lại, để phụ thuộc vào từng loại dữ liệu một. Như vậy đây là text, do đó chúng ta sẽ có A to Z hoặc Z to A. Tôi chọn là theo đúng thứ tự A to Z. Để thêm tiêu chí sắp xếp nữa, chúng ta sẽ click vào nút Add Level này. Tại vì chúng ta có hai tiêu chí sắp xếp. Click Add Level để thêm một tiêu chí sắp xếp. Đầu tiên là Sort By phòng ban, theo thứ tự A to Z. Vậy nếu trùng phòng ban thì sao? Nếu trùng phòng ban thì chúng ta sắp xếp theo tổng thu nhập giảm dần. Do đó, tại mũi tên bên phải của Gen By, chúng ta click vào mũi tên này. Và chọn gì ạ? Nếu trùng phòng ban thì sắp xếp theo tổng thu nhập giảm dần. Tại đây chúng ta sẽ chọn tổng thu nhập. Và ở đây chúng ta nhìn thấy, vì cái cột tổng thu nhập nó là dữ liệu dạng số, do đó order là thứ tự sắp xếp của nó sẽ là từ nhỏ nhất tới lớn nhất hoặc từ lớn nhất tới nhỏ nhất. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ, vì chúng ta đang cần sắp xếp theo gì ấy? Giảm dần. Thu nhập giảm dần, do đó chúng ta chọn Largest to Smallest. Đúng không ạ? Thì đây là cái bảng điều kiện sắp xếp với hai tiêu chí phòng ban theo thứ tự A to Z. Nếu trùng phòng ban thì sắp xếp theo tổng thu nhập giảm dần. Và đương nhiên nếu chúng ta cần add level để thêm các cái tiêu chí khác. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó đang tích vào cái ô là My Data Has Header. Tức là cái bảng, cái dữ liệu của chúng ta là có gì ạ? Có tiêu đề. Vậy chúng ta nhìn đây, chính là cái dòng họ tên các thứ đấy, đúng không ạ? Còn nếu mà không tích, có nghĩa là bảng chúng ta không có cái ô tiêu đề. Sau đó click vào nút OK để xem kết quả. Thì đây là kết quả, chúng ta đang sắp xếp nó theo thứ tự là gì ạ? Theo thứ tự phòng ban. Nếu cùng phòng ban thì sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng thu nhập. Được chưa? Được. Như vậy với cái điều kiện sắp xếp theo một cái thứ tự trật tự mà gần có bao nhiêu tiêu chí thì chúng ta cứ thêm các cái level để thiết lập các cái tiêu chí sắp xếp tương ứng. OK. Tôi Ctrl Z lại để tôi lấy lại cái dữ liệu lúc nãy. Bây giờ chúng ta nói tiếp theo về việc lọc dữ liệu. Để lọc dữ liệu thì có hai cách lọc, đó là lọc tự động và lọc nâng cao. Với lọc tự động thì kết quả lọc hiển thị ngay trong vùng dữ liệu gốc ban đầu. Còn với lọc nâng cao thì chúng ta có thể hiển thị kết quả lọc sang một vị trí khác. Và với lọc nâng cao thì yêu cầu là chúng ta phải tạo ra cái bảng điều kiện lọc. Ở cái nội dung để thi cái chứng chỉ này chỉ dừng lại ở lọc tự động. Còn việc lọc nâng cao thì bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Để lọc tự động chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta có thể đặt con trỏ chuột vào một cái ô tiêu đề bất kỳ. Sau đó vào thẻ Home. Trong nhóm Editing, click vào nút Sort and Filter. Sau đó chọn Filter. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy xuất hiện gì ạ? Dấu mũi tên ở bên phải của mỗi một cái ô tiêu đề. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng tương tự như việc sắp xếp lúc nãy. Ngoài việc là chúng ta có thể vào thẻ Home, trong nhóm Editing, click vào nút Sort and Filter. Sau đó chọn Sort hoặc là chọn Filter. Thì chúng ta cũng có thể vào thẻ data. Đây. Trong nhóm Sort and Filter, click vào nút Filter. Đây là lọc tự động. Còn Advanced này là lọc nâng cao đây này. Tại Filter này, click vào Filter chúng ta đã thấy xuất hiện dấu mũi tên này rồi. Đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta bắt đầu có thể thực hiện thao tác lọc ở đây. Ví dụ tôi đang cần lọc ra các nhân viên của phòng kế hoạch. Thì chúng ta sẽ dựa vào cột nào để lọc ạ? Phòng ban. Phòng ban. Do đó chúng ta click vào mũi tên của phòng ban. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây, bên dưới này. Vì cái cột phòng ban ấy, nó chỉ gồm có một vài cái giá trị rời rạc thôi. Nên chúng ta nhìn thấy là để mà lọc được những nhân viên phòng kế hoạch. Thì cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ bỏ tích tại Select Only. Để nó không chọn cái gì cả. Và bây giờ tôi chỉ cần lọc ra thông tin của những nhân viên phòng kế hoạch. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta click vào nút OK. Với cái lọc tự động này
thì thực chất là cái dữ liệu của chúng ta vẫn giữ nguyên. Chỉ có điều những cái dòng nào nó không thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ bị ẩn đi. Đây, chúng ta nhìn thấy này. Ví dụ đây, như một số dòng không thỏa mãn điều kiện thì nó bị ẩn. Chúng ta có nhìn thấy dấu hiệu đây không? Có ạ. Đây là những cái dòng bị ẩn. Và dòng bị ẩn, tại sao nó lại ẩn được? Thì đơn giản là nó đã thiết lập cái độ cao dòng là bằng 0. Thì những cái dòng này là bị ẩn đi. Chúng ta nhìn thấy chưa? Dòng 3 bị ẩn này, dòng 5 bị ẩn này, dòng 7, 8 ẩn, dòng 10, 11, 12 ẩn. Đấy là những dòng không thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Và lúc này, khi chúng ta đã thực hiện lọc rồi thì cái mũi tên của cái tiêu đề đó bây giờ nó trở thành hình cái phễu. Đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta biết rằng là ở đây đang có một thao tác lọc. Vậy để lấy lại cái dữ liệu gốc ban đầu, chúng ta không muốn thực hiện cái bộ lọc này nữa thì chúng ta click vào cái hình cái phễu. Sau đó chọn Clear Filter From phòng ban chẳng hạn. Được chưa? Tương tự như vậy, hãy lọc cho tôi những nhân viên có mức lương dưới 7 triệu hoặc trên 8 triệu đi. Như vậy chúng ta phải dựa vào gì? Lương. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nó gồm có rất nhiều các giá trị rời rạc khác nhau. Chúng ta có tích hoặc là bỏ tích giống như vừa rồi nữa không ạ? Không ạ. Không. Nếu mà làm như thế sẽ rất là lâu và nó không chính xác, đúng không? Do đó, với những cái giá trị mà nó rất là rời rạc, nhiều giá trị như thế này, thì chúng ta nhớ nó có một cái tùy chọn. Ví dụ cột này dữ liệu dạng số thì chúng ta sẽ có number filter. Nếu cột nào có dữ liệu dạng text thì chúng ta sẽ có text filter hoặc là date filter, vân vân. Với number filter ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy các tùy chọn bằng với, không bằng với, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, nằm trong khoảng, top 10, trên giá trị trung bình, dưới giá trị trung bình, hoặc là một cái custom filter nào đó. Vậy với cái điều kiện là lọc ra những nhân viên có mức lương dưới 7 triệu hoặc trên 8 triệu, thì theo chúng ta sẽ sử dụng cái tùy chọn nào trong số những cái number filter này? Between. Between là nằm trong khoảng. Cái này của chúng ta có phải là nằm trong khoảng không? Có. Nằm trong khoảng là từ 5 triệu đến 7 triệu chẳng hạn. Đấy là nằm trong khoảng. Cái này của mình nó có phải là từ 5 triệu đến 7 triệu không? Nó nằm ngoài dưới 7 triệu hoặc trên 8 triệu. Đúng không ạ? Như vậy đây chúng ta sẽ chọn cái nào? Tất nhiên chúng ta chọn một trong số những cái này chúng ta đều có thể chỉnh được nó. Nhưng mà cái cơ bản của nó vẫn là gì? Custom filter. Đúng không? Đấy. Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều kiện thứ nhất nào? Đây là cột lương, đúng không ạ? Bằng với hay là gì? Điều kiện đầu tiên chúng ta chọn là gì? Bé hơn 7 triệu. Rồi, dưới 7 triệu, tức là is less than 7 triệu. Được chưa? Bên dưới này có hai tùy chọn nhá, and và or. Vậy chúng ta sẽ chọn là and hay or? And là và, còn or là hoặc. Đúng không ạ? Lúc nãy chúng ta nói hàm and với hàm and logic, đúng không? Hàm and logic này sẽ có giá trị bằng true duy nhất khi tất cả các biểu thức đều đúng. 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 Còn nó chỉ bằng nó sẽ bằng false khi mà chỉ cần một trong các cái biểu thức đấy có giá trị là false. Còn hàm or thì ngược lại, hàm or sẽ có giá trị bằng false duy nhất trong trường hợp tất cả các cái biểu thức logic của nó có giá trị là false. Còn chỉ cần một cái có giá trị là true thì kết quả của nó sẽ là true. Như vậy đây chúng ta sẽ là and hay or. Lương nhỏ hơn 7 triệu hoặc lớn hơn 8 triệu. Như vậy nó phải là or. Đúng không? Bên dưới này sẽ là is greater than, lớn hơn 8 triệu. À, thì đây là biểu thức để chúng ta thực hiện lọc với cái điều kiện vừa rồi. Vậy hai cái điều kiện này có thể đổi cho nhau không? Cái này để xuống sau được không? Bên dưới được không? Và cái này đưa lên trên được không? Có được không ạ? Được. Được. Tại vì vai trò của các cái điều kiện này nó tương tự nhau, đúng không? Nó bằng nhau, không có cái nào quan trọng hơn cả. Do đó chúng ta chọn một trong hai cái nào trước cũng được. Sau đó click vào nút OK. Thì đây là kết quả lọc ra những nhân viên có mức lương dưới 7 triệu hoặc trên 8 triệu. Thế còn nếu mà chúng ta lọc ra những nhân viên có lương từ 5 triệu đến 10 triệu chẳng hạn, thì lúc đấy lại là between, đúng không?
và thay giống như hệt như vừa rồi, nó chỉ thay cái toán tử n bằng toán tử gì thôi, à toán tử o bằng toán tử n, đúng không ạ? Ok, rồi lại xóa bộ lọc này đi ạ. Hãy lọc ra những nhân viên họ Trần thì chúng ta sẽ dựa vào cố họ và tên. Họ và tên. Ở đây chúng ta cũng không thực hiện thao tác bằng cách tích hay là bỏ tích ở đây nữa, tại vì nó rất nhiều các giá trị rời rạc khác nhau, đúng không? Chúng ta sẽ chọn tích filter và tại đây sẽ chọn là gì? Với tích filter thì có bằng với này, không bằng với, bắt đầu với, kết thúc với, chứa và không chứa, hoặc là custom filter. Ở đây chúng ta sẽ chọn là gì? Begin with. Bắt đầu. Bằng tên ạ. Đúng không ạ? Bắt đầu với. Còn chứa thì nó có thể nằm giữa hoặc nằm cuối, có thể là tên đệm. Nhưng ở đây chúng ta tìm ra những nhân viên họ Trần. Như vậy sẽ là gì ạ? Begin with. Begin with. Ở đây chúng ta sẽ gõ chữ Trần. Yeah. Sau đó click OK. Thì đây là kết quả lọc ra những nhân viên họ Trần. Rồi, thì đấy là việc sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel. Chúng ta lại xóa cái bộ lọc này đi. À, vậy bây giờ thêm một chút nữa này. Hãy lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Như vậy đây, bây giờ điều kiện lọc của chúng ta nó đã không phải là dựa trên một cột nữa, mà bây giờ nó phải trên mấy cột? Hai cột. Hai cột. Vậy chúng ta lọc trên phòng ban trước hay lương trước? Hay là không quan trọng? Cột nào trước cũng được. Lọc ra những nhân viên phòng ban kinh trước doanh và có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Nào chúng ta giống như lúc này ấy, hai cái điều kiện này nó có vai trò khác nhau không? Không khác nhau. Không, đúng không? Do đó chúng ta lọc trên cái cột nào trước cũng được. Kết quả hoàn toàn giống nhau. Nào, đầu tiên, ví dụ tôi lọc ra kinh doanh trước này, những nhân viên phòng kinh doanh trước. Sau đó, lọc tiếp trên cột gì? Lương. Những nhân viên có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Như vậy sẽ là less than. Được chưa? Thì đây là kết quả lọc. Nhớ là chúng ta có thể lọc trên cột nào trước cũng được. Vừa rồi là gì ạ? Lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh và có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Vậy bây giờ tôi hỏi này, tôi lại xóa bộ lọc này đi nhé. Hãy lọc cho tôi những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Cái yêu cầu lọc này nó khác cái yêu cầu lọc lúc nãy ở chỗ nào? Này, lúc nãy điều kiện song song. Đúng rồi, là điều kiện và. Yêu cầu lọc lúc đầu của chúng ta là điều kiện và, có nghĩa là phòng kinh doanh và có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Còn bây giờ tôi đã yêu cầu là lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Có nghĩa là gì ạ? Có thể là phòng kinh doanh, tất cả phòng kinh doanh đều được lọc. Đúng không? Rồi. Hoặc là gì? Không cần phòng kinh doanh, miễn là có mức lương dưới 7 triệu rưỡi. Đúng chưa? Vậy chúng ta có thể thực hiện được lọc bằng cái phương pháp lọc tự động này hay không? Có không? Có lọc bằng phương pháp tự động với cái yêu cầu vừa rồi được hay không? Rõ ràng chúng ta thấy là gì? Điều đó là không thể. Đúng không? Nếu mà chúng ta đã lọc với một tiêu chí thì những cái dòng kia còn không thỏa mãn thì nó sẽ bị gì rồi? Bị loại rồi. Đúng chưa? Đúng không ạ? Vâng. Do đó ở đây, với cái yêu cầu lọc như vừa rồi thì chúng ta không thể thực hiện với cái lọc tự động này. Mà trong trường hợp đó chúng ta phải sử dụng cách lọc nâng cao. Đúng không ạ? Nhưng mà lọc nâng cao thì chúng ta sẽ không nói ở đây. Vừa rồi chúng ta thấy là nếu mà còn dấu mũi tên đây thì có nghĩa là chúng ta có thể thực hiện lọc tự động, đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn mất cái dấu mũi tên này đi thì chúng ta chỉ việc gì thôi? Click thêm một lần nữa vào cái nút filter này. Giống như lúc đầu ấy, thì lặp lại cái thao tác đấy thì nó sẽ không còn cái dấu mũi tên nữa. Rồi, bây giờ muốn lọc nâng cao nhá, thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột vào một cái ô dữ liệu bất kỳ trong cái vùng dữ liệu gốc ban đầu này của chúng ta này. Sau đó vào thẻ data. Cái này thì buộc phải vào thẻ data, còn trong cái thẻ home này thì không có. Vào thẻ data, trong nhóm Sort and Filter, click vào nút Advanced. Đây là hộp thoại Advanced Filter. Action đây là lọc cái dữ liệu và kết quả hiển thị ngay trong vùng dữ liệu gốc. Và cái thứ hai nữa là gì?
copy cái kết quả học sang một cái vùng khác, một cái vị trí khác. Và chúng ta thấy ở đây mặc định cái vùng điều kiện, cái vùng dữ liệu gốc ban đầu ấy, nó đã tự động chọn cho chúng ta đây, đúng không? Còn nếu chúng ta muốn chọn lại thì chúng ta chỉ việc chọn thôi. Nhưng cái thêm cái thứ hai mà nó có đó là vùng điều kiện, chính là cái bảng điều kiện chúng ta phải tạo ra. Thì chúng ta đã có chưa? Chưa. Chưa tạo. Thì với cái lọc nâng cao này chúng ta phải tạo bảng điều kiện lọc. Được chưa? Thì cái này nó không có thời gian để nói nên tôi không nói thêm. Tiếp theo tôi nói về việc vẽ biểu đồ trong Excel. Để vẽ biểu đồ trong Excel thì chúng ta có rất là nhiều cách làm, đúng không? Ví dụ tôi muốn vẽ xem là tổng thu nhập của các phòng ban này nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong công ty. Thì chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu chúng ta muốn vẽ biểu đồ. Ví dụ đây là cái vùng mà tôi đang muốn vẽ biểu đồ cho nó. Sau đó chúng ta vào trong thẻ Insert. Trong nhóm chat, chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều dạng biểu đồ ở đây. Đúng không ạ? Biểu đồ dạng cột, dạng đường, dạng bánh, dạng thanh, rồi dạng điểm, dạng vùng, vân vân. Có rất là nhiều dạng biểu đồ. Vậy chúng ta muốn vẽ biểu đồ dạng nào? Thì chúng ta chọn dạng biểu đồ thích ứng. Muốn minh họa về tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập của từng phòng ban trong công ty, chúng ta sẽ chọn biểu đồ nào trong số những biểu đồ ở đây? Dạng bánh. Biểu đồ dạng bánh. Biểu đồ quạt. Đúng không? Vâng, biểu đồ quạt. Biểu đồ dạng pie đây. Chúng ta sẽ có 2D, có 3D. Còn đây là biểu đồ dạng hình vành khăn. Ví dụ tôi chọn biểu đồ dạng 3D. Thì đây là kết quả vẽ biểu đồ từ cái dữ liệu chúng ta có đây. Đúng không ạ? Vậy nếu tôi muốn thêm về tỷ lệ phần trăm ở đây, nó đã hiển thị tỷ lệ phần trăm cho tôi chưa? Chưa. Chưa. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Khi chúng ta chọn biểu đồ ấy, thì chúng ta thấy đã xuất hiện thêm hai thẻ mới theo ngữ cảnh. Đó là thẻ Design và thẻ Format. Những cái thẻ theo ngữ cảnh này bao giờ nó cũng nằm phía bên ngoài cùng của Ribbon. Đây chính là hai thẻ theo ngữ cảnh. Vậy nếu chúng ta muốn thiết lập tỷ lệ phần trăm theo thu nhập của từng phòng ban, thì chúng ta sẽ vào thẻ Design trong nhóm Chart Layout. Click vào nút Quick Layout. Layout là gì? Là cách bố cục các thành phần trên biểu đồ. Ví dụ đây là một số các layout này. Chúng ta sẽ nhìn thấy layout này có hiển thị tỷ lệ phần trăm không? Từ từ tôi nói một chút đã nhé. Cái chỗ này, những cái màu màu này chúng ta gọi đó là gì ạ? Các cái legal key nhé. Ví dụ như màu xanh nước biển là giám đốc này. Màu cam kế hoạch. Màu ghi này là kinh doanh. Màu vàng là kế toán chẳng hạn. Thì những cái này đó chính là các legal key. Đúng không ạ? Vậy quick layout chúng ta sẽ nhìn thấy một số ở đây. Thứ nhất, với cái layout này thì nó có tỷ lệ phần trăm. Nó có hiển thị legal key ở đây không? Không. Tại vì trên mỗi cái tỷ lệ phần trăm đây nó chính là các cái chú thích đây rồi. Đúng không ạ? Đây là tiêu đề của biểu đồ. Tương tự, đây. Hiển thị tỷ lệ phần trăm có tiêu đề của biểu đồ và có legal key đặt phía trên. Đây là không có tiêu đề cho biểu đồ, không có tỷ lệ phần trăm. Và legal key đặt ở phía dưới, vân vân. Thì đây là một số cái layout là bố cục của biểu đồ. Vậy chúng ta muốn chọn cái bố cục nào thì chúng ta chọn cái tương ứng. Ví dụ tôi đang cần hiển thị tỷ lệ phần trăm, do đó tôi có thể chọn một trong ba cái này đều được. Được chưa? Ví dụ tôi chọn cái layout này đi, layout 6. Thì đây là kết quả. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất để tôi vẽ biểu đồ. Cách thứ hai, chúng ta muốn vẽ biểu đồ thì tôi lại làm theo cách khác. Nhưng mà thông thường thì đây vẫn là cái cách phổ biến nhất nhé. Cách thứ hai thì là cách khác này. Tôi chỉ cần đặt con trỏ chuột vào một cái ô trống này. Sau đó tôi insert biểu đồ. Đó. Đây là biểu đồ trắng, chưa có dữ liệu. Sau đó bây giờ tôi mới thêm dữ liệu vào cho nó. Bằng cách vào thẻ nào? Design. Click vào nút Select Data. Và chọn vùng dữ liệu tôi muốn vẽ. Click vào mũi tên này để chọn dữ liệu muốn vẽ. Ok, được chưa? Rồi. Vậy bây giờ tôi muốn vẽ không phải là tỷ lệ phần trăm về tổng thu nhập của các nhân viên trong công ty nữa, mà tôi muốn vẽ một cái biểu đồ minh họa tỷ lệ phần trăm về số lượng nhân viên trong từng phòng ban thì sao? Xem phòng nào là đông nhân viên nhất, phòng nào ít nhất chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta vẫn chọn vùng dữ liệu muốn vẽ thôi.
Có điều vùng dữ liệu trong trường hợp này của chúng ta nó có liên tục không? Không. Lúc nãy chúng ta vẽ cái biểu đồ này cho cái vùng dữ liệu này nó là liên tục, đúng không? Thì bây giờ tôi chỉ muốn vẽ là minh họa về tỷ lệ phần trăm, về số lượng nhân viên trong từng phòng ban. Thì chúng ta chọn vùng dữ liệu. Có điều bây giờ vùng dữ liệu của chúng ta nó không liên tục. Mà không liên tục thì chúng ta nhấn giữ phím gì? Control để chúng ta chọn. Được không? Ừ. Sau đó insert biểu đồ. Ví dụ đây chúng ta vẫn đang biểu đồ tặng bánh, đúng không? Tỷ lệ phần trăm mà. Được chưa? Đấy. Thì đây là số lượng theo số nhân viên, đúng không? Và muốn tỷ lệ phần trăm thì là cái này. Tiếp theo, trong cái thẻ design này nó còn có cái gì nữa? Thứ nhất là thêm các thành phần vào biểu đồ. Chart title là tiêu đề cho biểu đồ. Data label là các nhãn cho biểu đồ. Legend là các chú thích, đúng không? Có hay không và đặt vị trí đặt ở đâu. Thì đây là thêm các cái thành phần cho biểu đồ. Với đây là biểu đồ dạng bánh, đâm ra cái chúng ta nhìn thấy cái data table này nó không hiển thị, đúng không? Hoặc là trend line nó cũng không có. Những cái này trend line nó là cái gì? Thì đường xu hướng. Cái này thì không có thời gian để nói. Tiếp theo, quick AI chúng ta nói rồi, change color là thay đổi màu sắc cho biểu đồ. Chart style là một cái số các cái dạng style cho biểu đồ. Giống như bảng chúng ta có table style ấy, đúng không? Thì bên này chúng ta chart chúng ta cũng có chart style. Trong ô có cell style, vân vân. Shift row column để chuyển dữ liệu hàng sang cột và ngược lại. Select data là chọn dữ liệu chúng ta vừa nói rồi. Change chart type là thay đổi dạng biểu đồ. Đang là biểu đồ dạng bánh, chúng ta có thể chọn để thay đổi sang dạng biểu đồ khác. Move chart là di chuyển biểu đồ. Hiện nay biểu đồ đang nằm ở đây. Chúng ta có thể đặt nó sang một cái sheet khác. Ví dụ ở đây, nó yêu cầu chúng ta chọn là gì ạ? Chọn cái vị trí để chúng ta đặt cái biểu đồ. Có thể trong một sheet khác, nếu chúng ta tích vào new sheet, thì nó sẽ đặt cho chúng ta sang một sheet khác và mặc định cái tên sheet đấy chính là chart 1. Hoặc là chúng ta đặt nó trong cái sheet hiện thời này. Hoặc là tôi có thể đặt sang sheet 2, vân vân. Đây là vị trí sheet chúng ta đặt. Còn nếu mà chọn new sheet ý, thì chúng ta thấy này, chỉ riêng một mình cái biểu đồ đấy nằm trong cái sheet này và mặc định tên nó chart. Tôi di chuyển ngược lại với lại cái sheet 1 nhé. Thì chúng ta lại chọn biểu đồ move chart và chọn đặt cái biểu đồ này trong sheet 1 chẳng hạn. Sau đó click OK. Đúng không ạ? Đấy là di chuyển biểu đồ. Thế còn thẻ format cho phép chúng ta định dạng. Ví dụ như là cái phần này tôi không muốn màu vàng nữa, tôi muốn màu khác, đúng không? Thì chúng ta có thể định dạng. Vân vân. Rồi text trên biểu đồ này. Trong cái này cũng khá là hay nữa, đó là gì? Với biểu đồ ấy thì chúng ta thử nhìn nhá. Nếu tôi vẽ cái biểu đồ này lên biểu đồ dạng cột, chúng ta có nhận xét gì? Khi tôi vẽ biểu đồ này dưới dạng cột, bây giờ tôi chọn cả ba vùng dữ liệu này, insert 3D. Hoặc là tôi chọn dạng 2D cho nó nhìn đây. Chúng ta có thấy gì không? Rõ ràng tôi muốn vẽ cả số nhân viên. Chúng ta có nhìn thấy số nhân viên đâu không? Không ạ. Không, tại sao? Số nhân viên ít quá rồi, số tiền. Rồi, chính xác. Số nhân viên từ giá trị nó quá bé so với tổng thu nhập. Tổng thu nhập thấp nhất là 18 triệu. Trong khi đó, số nhân viên chỉ có 5 thôi. Do đó, chúng ta không thể nhìn thấy được cái số lượng nhân viên. Thì trong những cái trường hợp này, chúng ta sẽ không vẽ biểu đồ trên một trục tung. Đây chúng ta nhìn thấy đây chỉ có một trục tung thôi này. Mà chúng ta sẽ vẽ nó trên mấy trục tung ạ? Hai trục tung. Một trục tung dành cho thu nhập và một trục tung thứ hai này dành cho số nhân viên. Bằng cách, cái này tôi nói nhanh thôi nhá. Nhớ là để vẽ được cái đấy ấy, vẽ được cái biểu đồ với hai trục tung thì chúng ta phải chọn biểu đồ dạng 2D. Biểu đồ 3D không làm được điều này. Chúng ta vào thẻ format. Ở đây tôi muốn chọn dữ liệu nào, ví dụ tôi muốn số nhân viên sang cột thứ hai chẳng hạn. Cột trục tung thứ hai ấy. Cái này chúng ta chọn cái nào cũng được, muốn tổng thu nhập sang trục tung thứ hai cũng được, số nhân viên sang trục tung thứ hai cũng được. Bằng cách tôi chọn một trong hai cái chuỗi dữ liệu này, tôi muốn đẩy nó sang trục tung thứ hai. Sau đó click vào nút format selection. Tại đây chúng ta thấy có hai tùy chọn. Ở đây là gì ạ? Primary axis là cái trục tung chính, tức là trục tung thứ nhất ấy. Thứ hai là gì ạ? Secondary axis là trục tung thứ hai. Như vậy tôi sẽ chọn đưa cái thằng số nhân viên này sang trục tung thứ hai. Tiếp theo, đây là trục tung thứ hai vừa có rồi. Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi dạng biểu đồ của nó đi.
Tại vì nếu cả hai cái dạng cột này thì chúng ta thấy nó đang bị chồng xếp lên nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi trên chart 2, thay đổi dạng biểu đồ của nó. Ví dụ tôi chọn cái này đi, được không ạ? Sau đó click vào nút OK. Đấy. Thì đây là kết quả vẽ cái biểu đồ. Biểu đồ dạng cột chính là theo tổng tổng thu nhập, còn biểu đồ dạng đường đây chính là số nhân viên. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể thêm thành phần vào biểu, ví dụ như tiêu đề cho trục tung thứ nhất, tiêu đề cho trục tung thứ hai. Trục tung thứ nhất tiêu đề là đồng này, tiêu đề của trục tung thứ hai là số người, đúng không? Rồi trục hoành, vân vân. Thì cái đấy chúng ta định tự định dạng thêm. OK, thêm một chút nữa về việc sắp xếp, sao chép và di chuyển sheet nhé. Còn có một nhiều cái hay lắm. Ở đây ví dụ như là cái data validation này, hoặc là cái conditional formatting này, hoặc là format set table này, cũng là một số cái rất là hay. Nhưng mà thời gian chúng ta không có nên là chúng ta sẽ không nói. Bây giờ tôi sẽ nói về việc sao chép và di chuyển sheet. Tôi đặt tên sheet này là bài tập 1. Để đặt tên sheet thì chúng ta có nhiều cách, đúng không? Click chuột phải, sau đó chọn rename, hoặc là chúng ta click đúp chuột vào nó, đặt tên, nhấn enter. Ngoài ra, với mỗi một sheet chúng ta còn có thể thực hiện điều gì nữa? Thêm sheet này, xóa sheet, đổi tên sheet, di chuyển hay là sao chép. View cái code, cái này liên quan đến lập trình. Protect sheet là bảo vệ sheet, hoặc là tab color để thiết lập màu cho sheet, cho sheet tab thôi, chứ không phải là màu cho cái toàn bộ sheet. Đây, ví dụ tôi thiết lập màu đỏ. Hai là ẩn cái sheet này đi. Ở đây tôi đang muốn nói về cái việc di chuyển và sao chép. Chúng ta sẽ chọn Move a copy. Nếu chúng ta không tích vào Create a copy, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện thao tác gì? Không tích vào đây, có nghĩa là chúng ta thực hiện thao tác di chuyển. Đúng không ạ? Vâng. Di chuyển này có thể di chuyển trong cùng một book, hoặc có thể di chuyển sang khúc book khác được hay không? Được ạ. Được. Đúng không? Chúng ta có thể di chuyển trong cùng book, hoặc chúng ta có thể di chuyển sang book khác. Mặc định, chúng ta nhìn thấy to book này, mặc định này, nó vẫn là cái book hiện thời của tôi, đúng không? Tôi có thể di chuyển sang book khác bằng cách click vào mũi tên này, sau đó chọn tên book mà chúng ta muốn di chuyển tới. Nếu trong trường hợp book đấy đang mở rồi, còn nếu chưa mở book đấy ấy, cái book nick ấy, thì chúng ta sẽ tạo sang một cái book mới. Ví dụ đây, chúng ta click ở đây, đúng không? New book. Đấy là di chuyển sang một book mới hoặc trong cùng một book. Nếu mà trong cùng một book hoặc là sang một book mới thì chúng ta sẽ đặt cái sheet này ở đâu? Before sheet, tức là cái sheet chúng ta di chuyển này nó sẽ được đặt ở đâu? Trước cái sheet nào? Đúng không? Ví dụ tôi đặt trước, đưa về sheet cuối cùng, hay là đặt trước sheet 2. Ví dụ tôi chọn move to end và trong cùng book này luôn. Sau đó click OK. Đúng không? Đấy là di chuyển. Lúc nãy nó ở đầu thì bây giờ nó nhảy xuống cuối. Thế còn nếu muốn sao chép thì sao? Thì chúng ta phải click vào nút Create a copy. Và tôi đặt nó về trước sheet 2. Ví dụ tôi đang muốn sao chép. Và trong cùng book này, tôi đặt trước sheet 2. Ok ạ. Đấy, thì đây là kết quả. Cái sheet mà tôi vừa mới sao chép đây, nó không thể nào trùng tên với cái sheet này được, đúng không? Do đó nó thêm cái số 2 vào đây. Nếu mà tôi muốn di chuyển sang một book mới thì sao? Ví dụ, tôi chọn sheet này, move a copy. Tôi chọn create a copy. Và đây, to book không phải là book, ví dụ hàng 1 này nữa, mà tôi muốn tạo sang một book mới, chúng ta sẽ chọn new book. Đây là sao chép nhé. Sau đó click vào nút OK. Nó sẽ sao chép cái sheet BT1 này sang một book mới. Và đây chính là cái book mới nó vừa mới tạo cho tôi. Được chưa ạ? Đấy là sao chép và di chuyển trong một book hoặc là sang một book khác. Vậy nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn sao chép hay di chuyển trong cùng một book, vẫn là cái book này này, thì có một cái cách để chúng ta thực hiện cách sao chép và di chuyển nhanh hơn, đó là gì? Nếu muốn di chuyển, chúng ta chỉ việc gì thôi ạ? Nhấp chuột trái vào cái book chúng ta muốn di chuyển, sau đó thả nó sang cái vị trí chúng ta muốn. Đây là di chuyển book trong cùng, di chuyển sheet trong một cái book này, trong cùng book, đúng không ạ? Thế còn muốn sao chép? Muốn sao chép một sheet thì chúng ta thực hiện giống như cái việc di chuyển vừa rồi, nhưng chúng ta nhấn giữ thêm phím Control. Ví dụ tôi muốn sao chép cái sheet này trong cùng book, thì tôi sẽ nhấn giữ phím Control này, sau đó nhấp
kéo. Chúng ta nhìn thấy chưa? Đây là thực hiện thao tác. À, bây giờ chúng ta thử nhé. Nếu tôi muốn copy cái dữ liệu này. Vừa rồi là chúng ta copy cả một sheet thì ok rồi. Vậy tôi muốn copy cái sheet, cái dữ liệu này sang một sheet mới thì chúng ta thử xem tôi copy này. Tôi chọn vùng dữ liệu rồi đúng không? Ctrl C rồi. Tôi tạo ra một sheet mới và tôi paste vào đây. Chúng ta thấy điều gì xảy ra? Báo lỗi hết rồi. Lỗi hết tại sao? Tại sao lại lỗi thế này? Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái dữ liệu này, những cái này nó là các gì? Đây, thưởng này, thu nhập này, nó là các công thức, đúng không? Vâng. Nó là các công thức, có các hàm tham chiếu bên dưới. Trong đó ở đây, bên dưới này chúng ta có các cái hàm để dò tìm nào không? Có không các cái vùng dữ liệu nào để dò tìm không? Không ạ. Không, đúng không? Do đó nó bị lỗi. Chính vì vậy, trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn sao chép dữ liệu, thì chúng ta không nên sao chép bằng cách vừa rồi. Tại vì copy paste có nghĩa là nó sao chép công thức, đúng không? Nếu muốn sao chép trong trường hợp này thì chúng ta chỉ nên sao chép giá trị thôi bằng cách copy này, sang sheet mới này. Chúng ta click chuột phải tại ô đầu tiên chúng ta muốn paste tới và click chuột phải này. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện hai thao tác. Thao tác thứ nhất chúng ta sẽ sao chép là tôi sao chép giá trị trước. Sau đó chúng ta sao chép gì ạ? Định dạng formatting, đúng không ạ? Value, còn đây là formatting. Click chuột phải, sau đó chọn value. Chúng ta thấy không ạ? Không bị lỗi. Sau đó chúng ta lại sao chép thêm lần nữa là định dạng để chúng ta đỡ mất thời gian định dạng lại. Tất nhiên cái độ rộng này nó không, chúng ta lại phải chỉnh tay thôi. Như vậy phần Excel có khi chỉ dừng ở đây thôi. Bây giờ chúng ta sang phần PowerPoint nhé anh chị nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái đề thử. Tạo cho tôi một file PowerPoint mới ạ. Đây là một file PowerPoint mới tôi vừa mới tạo ra. Và trên màn hình nó đang bảo là gì ạ? Click to export slide. Tôi chưa có một trang slide nào cả. Và bây giờ click vào đây để thêm trang slide đầu tiên. Như vậy tôi đã có trang slide đầu tiên rồi. Đúng không? Chúng ta quan sát trên trang slide này. Nó đang có hai cái vùng này. Cho phép chúng ta nhập dữ liệu vào. Đúng không ạ? Thì những cái vùng ở trên một trang slide này, nó được bao phủ bởi một cái đường nét đứt ấy. Những cái vùng như này. Mỗi một cái này chúng ta gọi đó là một placeholder. Và cái vùng để chúng ta nhập dữ liệu vào. Nào, bây giờ để thêm trang slide mới thì có rất là nhiều cách khác nhau, đúng không? Chúng ta có thể làm gì? Ctrl M. Đúng rồi, Ctrl M để thêm trang slide mới. Hoặc chúng ta có thể đặt con trỏ chuột sang vùng bên tay trái này. Đúng không? Sau đó chọn gì? Nhấn gì? Enter. Nhấn Enter để thêm các trang slide mới. Các quan sát này, trang slide số 1 và số 2 của tôi có khác nhau ở chỗ nào không? Khác nhau gì? Khác nhau ở cái định dạng slide. Chúng ta thấy nó khác nhau ở các cái vị trí của các placeholder cũng như là các thành phần trên cái trang slide này. Chúng ta nhìn thấy không? Ở trên trang slide đầu tiên số 1 này, chúng ta thấy có đây chính là cái layout, cái slide mà cho phép chúng ta thêm tiêu đề chính này, thêm tiêu đề phụ của nó này. Còn bên này có một cái tiêu đề và bên dưới một cái vùng nội dung rất là rộng. Đúng không? Cho phép chúng ta thêm nội dung vào. Và ngoài ra nó còn có một số các cái biểu tượng khác ở đây để chúng ta có thể thêm các đối tượng khác vào trong cái trang slide này. Thì cái cách bố cục trên mỗi một trang slide này, cách bố cục các thành phần trên một trang slide ấy, chúng ta có khái niệm là layout, chính là bố cục của trang slide. Vậy khi chúng ta tạo ra một bài thuyết trình mới, nó gồm có bao nhiêu layout, thì chúng ta vào thẻ home này, trong nhóm slide, click vào nút layout. Thì đây là 9 cái dạng layout mặc định khi chúng ta tạo ra một cái bài thuyết trình mới. Layout đầu tiên là title slide. Đây là layout dạng tiêu đề, gồm có một tiêu đề chính và một tiêu đề phụ bên dưới. Tiêu đề và nội dung thì phần lớn các cái trang slide bình thường thì chúng ta sử dụng cái layout dạng tiêu đề và nội dung, gồm có một tiêu đề nhỏ phía trên và một vùng nội dung lớn ở phía dưới. Tiếp theo, Session Header, hai cột nội dung, To Contents, Comparison,
Nếu trong trường hợp chúng ta muốn so sánh hai đối tượng thì tốt nhất là chúng ta sẽ chọn cái layout dạng comparison để chúng ta thực hiện việc so sánh, thay vì chúng ta phải copy paste và kéo thả và căn chỉnh các đối tượng một cách rất là thủ công thì chúng ta có thể chọn comparison. Title only chỉ có tiêu đề thôi, blank một trang slide trắng. Content with caption hoặc là picture with caption. Thì đây là 9 dạng layout mặc định khi chúng ta tạo ra một cái bài thuyết trình mới. Ví dụ chúng ta sẽ nhập nội dung vào trong các cái placeholder này. Đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý này. Cái vùng đây là cái layout dạng tiêu đề và nội dung, đúng không ạ? Một tiêu đề bên trên và một vùng nội dung lớn phía dưới. Nó các có các cái placeholder đây cho phép chúng ta thêm bảng, thêm biểu đồ, thêm smart art, thêm các cái 3D model vân vân. Thì nếu chúng ta chỉ nhập text ở bên dưới này ấy, thì cái vùng text ở bên dưới này nó hoạt động giống như danh sách đa cấp chúng ta đã nói đến ở Word ấy. Cứ tab thì sẽ thêm một cấp con, đúng không ạ? Tab thì thuộc vào một cấp con và shift tab để trừ. Chà, nó giống hệt danh sách đa cấp. Mặc định thì nó có tới 5 cấp, nhưng mà thông thường trong các bài thuyết trình chúng ta cũng chỉ nên để khoảng 3 cấp thôi, đúng không? Tại vì nếu mà càng nhiều cấp thì text nó bé quá, nhìn nó sẽ không được tốt lắm, đúng không? Nhìn một cái trang slide mà có quá nhiều text là rất là khó chịu rồi. Ok, vậy bây giờ giả sử đến trang, đây là trang slide thứ nhất này, trang slide thứ hai tôi làm xong này. Đến trang slide số 3 này, tôi muốn so sánh hai đối tượng. Nhưng mà cái layout của nó đang để đó là gì? Tiêu đề và nội dung, đúng không? Thì thay vì tôi phải chỉnh này xong rồi tôi copy paste để cho làm sao thành hai phần như thế này thì nó sẽ rất là mất thời gian. Thì chúng ta sẽ chuyển cái layout này sang cái layout to comparison. Comparison để chúng ta so sánh. Bằng cách chọn trang slide chúng ta muốn chuyển layout. Vào thẻ home, trong nhóm slide, click vào nút layout. Và chúng ta muốn chuyển sang layout nào, chúng ta chọn nó. Đúng không ạ? Ví dụ đây tôi chọn comparison. Đấy. Thì đây là chúng ta có thể thực hiện so sánh hai cái đối tượng. So sánh xem hai hình thức này học có gì. Và các nội dung bên dưới này chúng ta có thể nhập bình thường, chúng ta có thể text có thể là insert các cái đối tượng khác. Vừa rồi chúng ta muốn thêm trang slide thì chúng ta đã làm cách là nhấn tổ phím Ctrl M hoặc là đặt con trỏ chuột bên vùng outline bên trái này, sau đó nhấn Enter. Hoặc là chúng ta có thể click vào nút New Slide ở đây. Nó cho phép chúng ta thêm một trang slide với mới và với cái layout chúng ta có thể chọn trực tiếp ở đây. Tức là thêm một trang slide mới và chọn luôn layout cho nó. Đúng không ạ? Slide from outline này là cái gì? Thì nó cho phép chúng ta thêm các trang slide từ một cái file outline. Bình thường thì chúng ta soạn thảo trực tiếp trên cái PowerPoint này, đúng không ạ? Cũng có thể là chúng ta đã có sẵn nội dung ở bên Word rồi chẳng hạn, thì chúng ta có thể thêm các trang slide từ cái file outline này. Tất nhiên để làm được điều đó thì cái file outline này chúng ta phải tuân thủ một số các quy tắc nhất định. Ví dụ chúng ta phải thiết lập các heading tương ứng cho nó. Heading 1 tương ứng với tiêu đề, heading 2 tương ứng với cái cấp đầu tiên ở trong này chẳng hạn. Heading 3 tương ứng với cấp tiếp theo và cứ như vậy. Real slide cho phép chúng ta thêm các trang slide từ một cái bài thuyết trình khác vào trong bài thuyết trình hiện thời. Thông thường mọi người hay làm bằng cách copy paste, bình thường chúng ta vẫn làm được điều đấy, đúng không ạ? Vẫn tôi có thể mở một bài thuyết trình khác, tôi copy một vài trang slide bên đó sang bên này được không? Được, được. Nhưng mà cái chức năng Real Slide này nó cũng cho phép chúng ta thực hiện cái điều đó. Tiếp theo, Design Idea. Thì cái này nó có một số các ý tưởng thiết kế cũng rất là hay. Ví dụ tôi thêm một cái, picture vào đây nhé. Insert một picture vào đây này. Về cái thẻ insert ấy. Thẻ insert thì nó cho phép chúng ta thêm các đối tượng giống như ở bên Word. Nên là tôi sẽ không nói lại, chỉ nói một số cái khác thôi. Những cái gì mà giống chúng ta sẽ không nói lại nữa. Ví dụ tôi insert một cái ảnh vào đây. Đây, ví dụ tôi insert một cái ảnh. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Khi chúng ta insert một cái ảnh vào, thông thường thì chúng ta thiết kế, chúng ta không có con mắt thì chúng ta sẽ đặt nó linh tinh hoặc là nó không được đẹp mắt. Thì với cái tùy chọn là design idea này, nó sẽ cho chúng ta một số các gợi ý cho cái trang thiết trình, cái bài thuyết trình của mình cho nó thu hút hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là đẹp hơn hẳn so với cái vị trí ban đầu tôi để. Đúng chưa ạ? Vâng. Thì đây là design idea. Những cái ý tưởng thiết kế nó gợi ý.
chúng ta không chấp nhận thì thôi bỏ qua, không sao cả, đúng không? Tiếp theo nữa, thẻ insert có cái gì khác ạ? Đấy là thẻ home. Thẻ insert, new slide, real slide chúng ta nói rồi, table rồi, tương tự rồi. Nó có một cái là thêm video và audio, đúng không ạ? Cái này cho phép chúng ta thêm các cái video vào trong slide. Ví dụ, tôi có thể insert video vào đây, hoặc là insert các file audio. Có thể là online video, các video online, cũng có thể là các cái video trên máy tính của tôi. Ví dụ tôi chọn một cái video trong máy tính của tôi chẳng hạn. Đấy, ví dụ chọn một cái video này. Đấy, thì chúng ta có thể xem cái video đấy. Hoặc là có thể show nó lên đây. Là tôi xem. Đó, ví dụ như thế. Và với video chúng ta cũng có thấy gì? Có thể thiết lập correction là thay đổi sáng, độ tương phản, color thay đổi màu sắc, vân vân. Còn video style, đấy, chúng ta thấy thấy không? Cái thuật ngữ về style chúng ta gặp với mọi đối tượng trong Office. Playback thì chúng ta thẻ tiếp theo là thẻ theo ngữ cảnh của nó đấy ạ. Nó có hai thẻ theo ngữ cảnh, đó là thẻ format và thẻ playback này. Thì với thẻ playback, ví dụ add bookmark, cho phép chúng ta tạo các cái bookmark. Cái bookmark này thì hôm trước bên Word chúng ta không có thời gian nói. Bookmark nó là cái gì ạ? Cái này có từ bên Word ạ. Bookmark là các cái điểm đánh dấu, đúng không? Các cái vị trí đánh dấu trong tài liệu của mình ấy. Thì bên này chúng ta có thể thêm các bookmark. Ví dụ tôi muốn là gì ạ? À, ví dụ như đến anh ấy hát đến phút thứ 1 chẳng hạn, là tôi cho một cái trái tim bay ra. Ví dụ như vậy thì tôi có thể thêm cái vị trí bookmark tại cái thời điểm là phút thứ nhất đấy, sau một phút đấy, hiểu không ạ? Thì đấy là add bookmark. Và tôi cho một cái hiệu ứng là một cái trái tim nó chạy ra vào cái lúc đấy. Stream video, đây là cắt video. Fade in, fade out là gì ạ? Thông thường thì cái âm thanh trong quá trình chúng ta mở một cái file video ấy, bao giờ nó cũng thực hiện một cái gọi là hiệu chỉnh một chút. Là âm thanh ban đầu vào nó bao giờ nó phải từ từ. Và kết thúc không được kết thúc đột ngột, mà nó cũng phải từ từ để nó kết thúc, đúng không? Nó nhỏ nhỏ dần dần vân vân. Thì đấy là một số các tùy chọn nâng cao. Ok, gì nữa? Insert rồi. Header footer. Header footer. Thì cái này nó khác bên Word một chút nên là tôi nói này. Thứ nhất là header footer nó gồm có những cái gì? Gồm có hai thẻ. Thứ nhất là thẻ slide. Tức là header footer ở trên trang slide ấy. Và header footer thứ hai là ở cái trên trang note and handout. Note là cái chú thích chúng ta biết ở dưới này, đúng không ạ? Đấy. Thì với cái thẻ thứ nhất là thẻ slide thì chúng ta có thể thiết lập header footer gồm có 3 thông tin. Thứ nhất là date and time, có thể tự động hoặc là cố định. Thứ hai nữa là slide number. Đây chúng ta nhìn thấy này, date and time này. Đây là vị trí mặc định của nó sẽ đặt ở đây, đúng không? Tiếp theo là slide number. Nếu chúng ta tích vào slide number thì đây chính là vị trí của slide number nó đặt với cái theme chúng ta đang thiết lập đây nhá. Chứ còn về sau chúng ta thay đổi theme thì vị trí này nó cũng khác đấy ạ. Footer, chúng ta sẽ nhập nội dung chúng ta muốn tại đây. Đây là nội dung của footer và vị trí, đây chính là vị trí dành cho footer. Nếu chúng ta tích vào don't show on title slide, có nghĩa là những cái thông tin này chúng ta không muốn nó xuất hiện ở trang slide tiêu đề, là cái trang slide đầu tiên gồm có một tiêu đề chính và một tiêu đề phụ lúc đầu chúng ta nào đến. Apply to all để áp dụng điều này cho tất cả các trang. Thì đây chính là header footer đây, đúng không? Đây là slide number này. Đây là footer và cái này là date and time. Và vị trí mặc định nó để như thế này. Tiếp theo, word art giống như cái này thôi. Ok, bỏ qua, đúng không ạ? Cái screenshot này nó là cái gì nhỉ, các anh chị nhỉ? Chụp màn hình. Chụp màn hình, đúng không? Nó khác gì với cái cách mà chúng ta chụp mà print screen? Có điều gì khác so với sử dụng print screen không ạ? Cái này nó có từ Vinh Word nhưng mà hôm trước chúng ta cũng quên mất không nói đến đấy. Print screen cho phép chúng ta chụp màn hình, nhưng mà cái ảnh chụp màn hình nó được đặt trong bộ đệm clipboard, đúng không? Chúng ta phải paste vào đâu đó. Word, paste vào Word, paste vào Paint hay paste vào PowerPoint vân vân. Đúng không? Đấy là print screen. Thế còn với screen này, với screenshot ấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta chụp một góc màn hình. Hoặc là có thể toàn bộ màn hình, tóm lại là cái vị trí chụp chúng ta có thể xác định được. Chúng ta có thể tùy biến nó. Chọn bằng cách là kéo thả chuột để chọn.
Nhưng có điều quan trọng hơn là cái ảnh chụp nó không lưu vào trong bộ nhớ đệm clipboard mà nó insert vào vị trí con trỏ hiện thời. Đúng không ạ? Thì đấy là cái sự khác biệt. Chúng ta chuyển sang thẻ design nhé. Thẻ design này cho phép chúng ta thiết lập cái theme, tức là chủ đề cho bài thuyết trình. Cái này theme chúng ta cũng đã nói bên quốc rồi. Theme là chủ đề cho bài thuyết trình, đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có một số các theme. Ngày xưa thì chúng ta hay sử dụng cái thuật toán là thuật ngữ quen thuộc hơn, đó là template, các cái mẫu, đúng không? Các template. Thì đây là một số các cái theme khác này chúng ta có thể thiết lập. Mỗi một cái theme này nó quy định cái gì? Mỗi một theme thì chúng ta sẽ có quy định về màu sắc, về phông chữ, về hiệu ứng, về background style, vân vân. Thì chúng ta có thể chọn một cái theme nào đó trong đây. Đây là các cái theme có sẵn. Mỗi một theme nó sẽ có một cái tên ấy. Khi chúng ta di chuyển qua thì nó sẽ xuất hiện cái tên ở ngay phía dưới. Thì đấy là tên của theme. Đúng không ạ? Tiếp theo, slide size là kích thước của trang slide. Chúng ta có thể chọn kích thước tiêu chuẩn hay là màn hình rộng, vân vân. Thường thì bây giờ chúng ta hay chọn là widescreen, đúng không? Hoặc nếu một thiết lập nâng cao hơn một chút thì chọn custom slide size để chúng ta thiết lập nâng cao hơn. Format background để thiết lập nền cho trang slide. Có thể là solid fill, có nghĩa là một cái màu đơn. Gradient fill là phối nhiều màu để tạo background. Picture or texture, chúng ta sẽ chọn một cái texture nào đó. Hoặc là pattern fill, chọn một cái mẫu nào đó để tạo background, vân vân. Ví dụ tôi chọn solid fill. Chúng ta lưu ý là mặc định thì nó chỉ áp dụng cho cái trang slide hiện thời chúng ta chọn thôi nhá. Nếu chúng ta muốn áp dụng cho tất cả các trang thì chọn là apply to all. Còn nếu không thì không muốn nữa thì click vào nút reset background để không thiết lập cái background chúng ta vừa mới chọn nữa mà trở về cái mặc định ban đầu. Đúng không ạ? Texture pattern fill này, pattern thì có rất là nhiều mẫu. Foreground là màu nền này. Foreground là màu trên cái màu các cái pattern. Các cái mẫu. Thế còn bên dưới background. Ví dụ tôi chọn. Đấy, được không? Mình nhìn này, đây là background này và đây là các cái pattern của nó. Giống như hôm trước đấy, pattern có thể là mảnh thưa thớt, các cái điểm thưa thớt thì cái tỷ lệ phần trăm nó nhỏ hơn, dày đặc hơn, vân vân. Nếu chúng ta cho lớn hơn thì đấy là background. Tôi reset nhé. Tiếp, trong PowerPoint có hai cái quan trọng nhất chúng ta cần phải nói đến, đó chính là transition và animation. Transition là gì? Thì transition là hiệu ứng tác động đối với từng trang slide, tức là nó coi cả một trang slide là một đối tượng. Transition chính là hiệu ứng chuyển trang, chuyển từ một trang slide này sang một trang slide khác. Chúng ta thử xem nhé. Khi tôi muốn chuyển trang slide thì đây là khi tôi chưa có hiệu ứng thì nó sẽ là như này, đúng không ạ? Đúng. Vậy nếu chúng ta muốn áp dụng hiệu ứng chuyển trang thì sao? Thì chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng trong nhóm transition này, có transition to this slide đây, đúng không ạ? Transition to this slide là áp dụng hiệu ứng cho trang slide. Thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta chọn áp dụng hiệu ứng cho trang slide ấy, ví dụ tôi chọn một cái hiệu ứng random bar đi, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là mặc định thì hiệu ứng này nó chỉ áp dụng cho trang slide hiện thời thôi, và dấu hiệu nó là chính là cái ngôi sao ở đây chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn áp dụng cho tất cả các trang slide thì chúng ta sẽ click vào nút apply to all để áp dụng hiệu ứng này cho tất cả các trang. Ngoài ra chúng ta còn có một số các tùy chọn khác, ví dụ sao là có âm thanh trong quá trình cái hiệu ứng đấy được thực hiện hay không, mặc định là no sao, chúng ta có thể chọn âm thanh. Duration là thời gian thực hiện cái hiệu ứng đấy, tức là thời gian nó thực hiện chuyển từ trang slide này sang trang slide khác, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, bên nhóm bên cạnh chúng ta có advanced slide là thiết lập nâng cao hơn cho trang slide. On mount click có nghĩa là gì? Bình thường trong quá trình chiếu ấy, chúng ta muốn chuyển trang sang trang slide kế tiếp thì chúng ta phải thực hiện thao tác gì ạ? Thực hiện thao tác gì để chuyển sang một trang slide khác? Ok, cái này trình chiếu nhiều chứ, đúng không ạ? Làm sao để chuyển sang trang slide khác ạ? Lại đồng mất hết rồi. Ấn chuột phập, ấn điều hướng phải.
chúng ta có thể sử dụng chuột, có thể sử dụng mũi tên lên xuống trái phải, đúng không, để chuyển giữa các trang, đúng không? Và ở đây nó đang để đó là on mouse click. Tôi muốn chuyển sang slide đằng sau nó ấy, muốn sang trang slide đằng sau nó thì tôi phải click chuột trái, hoặc tôi sử dụng mũi tên lên xuống, đúng không? À, mũi tên sang phải xuống dưới. Thế còn nếu mà chúng ta tích vào after có nghĩa là trang slide nó sẽ chuyển sau bao nhiêu thời gian? Ở đây chúng ta nhìn thấy cái tại cái after nó đang là 00 2.00.00, thì 00 đầu tiên là gì ạ? 00 đầu tiên là gì? Giờ là phút ạ. Một trang slide chúng ta không chỉnh chiếu tính theo đơn vị giờ, đúng không? Mà ở đây cái 00 đầu tiên là phút, tiếp theo là giây, và cái chấm 00 cuối cùng ấy chúng ta gọi đó là các cái gì ạ? Cái phần lẻ của giây, tích tắc gì đó, đúng không ạ? Đây, đây là phút này, giây và phần lẻ của giây. Như vậy, nếu chúng ta muốn chỉnh chiếu bài thuyết trình một cách tự động, ví dụ tôi có một cái bài thuyết trình gồm có 20 câu hỏi và tôi muốn cứ sau 1 phút hoặc là sau 20 giây chẳng hạn, thì nó phải tự động chuyển sang trang slide kế tiếp, tức là sang câu hỏi kế tiếp, thay vì tôi phải đứng cạnh máy tính cứ hết 1 phút tôi click chuột một lần, đúng không? Thì đấy chính là cái việc chúng ta tạo tính tự động hóa cho bài thuyết trình. Để làm điều đó, chúng ta sẽ bỏ tích tại on mouse click này đi, và tại after chúng ta sẽ thiết lập là gì ạ? Ví dụ tôi muốn là sau 3 giây đi, 3 giây thì nó phải tự động chuyển trang cho tôi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ bỏ tại on mouse click, sau đó tích tại after. Điều quan trọng nữa đó là gì? Mặc định nếu chúng ta thiết lập như thế này thì nó mới chỉ áp dụng cho trang slide hiện thời của mình thôi. Muốn áp dụng điều này cho tất cả các trang slide thì chúng ta phải click vào nút Apply to all, Apply to all, đúng không? Ví dụ chúng ta xem nhé, tôi áp dụng cho tất cả các trang slide. Và bây giờ muốn chỉnh chiếu từ trang slide đầu tiên thì chúng ta nhấn phím F5, đúng không? Thế còn muốn chỉnh chiếu từ trang slide hiện thời, ví dụ tôi đang giảng đến trang slide số 4 này, tôi muốn tiếp tục từ trang số 4 này thì sao? Chúng ta có thể click vào biểu tượng này này, slide show này này, để bắt đầu chỉnh chiếu từ trang slide hiện thời. Còn nếu mà nhấn phím F5 ấy, để chỉnh chiếu bắt đầu từ trang slide đầu tiên, hoặc cách khác nữa là chúng ta vào thẻ slide show này. Đây, chỉnh chiếu, đây là thẻ slide show nhé. Có thể là from beginning, bắt đầu từ trang slide đầu tiên, hoặc là from current slide. Bây giờ chúng ta thử xem, tôi chỉnh chiếu bắt đầu từ trang slide đầu tiên. Chúng ta xem cứ sau 3 giây thì nó sẽ chuyển sang trang slide kế tiếp. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái after đi, tôi để mặc định ban đầu đi, vẫn là on mouse click. Để tôi nói sang cái thẻ tiếp theo, đó là thẻ animation. Animation nó là cái gì? Hiệu ứng động. Hiệu ứng động. Và nó khác cơ bản với transition ở chỗ nào? Với transition, nó coi cả trang slide là một biểu tượng, và cái hiệu ứng đấy là hiệu ứng tác động đối với cả trang, tức là hiệu ứng chuyển trang. Thế còn animation là hiệu ứng tác động đối với các đối tượng cụ thể trên trang slide. Đối tượng cụ thể ở đây có thể là text, có thể là tables, smart art, pictures, word art, hay là một đối tượng nào khác. Tóm lại, nó có thể là một đối tượng bất kỳ, đúng không ạ? Thì animation là tác động đối với từng đối tượng trên trang slide, chứ không phải giống như transition là coi cả trang slide đấy là một đối tượng chung, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta thử xem, khi tôi vào thẻ animation, các nút lệnh trong thẻ này nó có sáng lên không? Có sáng không? Không ạ. Rõ ràng là không sáng, tại vì sao? Chưa chọn đối tượng. Đúng rồi, tôi chưa chọn một đối tượng cụ thể nào cả, đúng không? Do đó tôi phải chọn một đối tượng thì các nút lệnh trong thẻ này nó mới sáng lên đây. Khi tôi đã chọn một đối tượng cụ thể rồi. Đó. À, chúng ta có thấy khi tôi chọn cái team này thì vị trí header footer nó đã thay đổi chưa? Yeah. Rồi đúng không? Bây giờ chỗ này là footer ở đây, date ở đây và slide number nó nằm ở đây cơ. Thì phụ thuộc vào từng cái team chúng ta chọn mà cái vị trí các cái vị trí của header footer nó sẽ khác nhau. Ok, quay trở lại nó với animation, tôi chọn đối tượng này. Các nút lệnh trong thẻ animation nó đã sáng lên rồi. Bây giờ chúng ta click vào nút More trong nhóm animation. Click vào nút More. Nút More này. Chúng ta quan sát ở đây có mấy loại hoạt cảnh tất cả?
Rất nhiều. Mấy loại hoạt cảnh ạ? Mấy loại? Tất nhiên mỗi một loại thì gồm có rất là nhiều hoạt cảnh khác nhau. Nhưng có mấy loại? Xem bây giờ có bao nhiêu thành viên. Bao nhiêu thành nào có bao nhiêu hiểu đang xem thành viên hỏi có bao nhiêu thành viên à, có bao nhiêu loại hoạt cảnh ở đây ạ? Có bốn loại đúng không? Loại thứ nhất là gì? Màu xanh này. Entrance. Đây là hiệu ứng xuất hiện. Hiệu ứng vào đúng không? Emphasis là hiệu ứng biến mất, làm nổi bật. Emphasis là hiệu ứng biến mất hay là ra đúng không ạ? Motion path là hiệu ứng di chuyển trên một cái đường động. Bây giờ chúng ta thử nhé, nếu chúng ta chưa thiết lập hiệu ứng thì đây là cái cách mà đối tượng này, cái trang slide này hiển thị, đúng không? Bây giờ khi chúng ta thiết lập hiệu ứng vào cho đối tượng này, chọn đối tượng, sau đó vào đâu, chọn mút mo, chọn một cái hiệu ứng nào đó trong nhóm entrance này. Ví dụ tôi chọn hiệu ứng fly, đúng không ạ? Đó, thì lúc này chúng ta nhìn thấy cái chỉ số đây chưa? Rồi ạ. Đây chính là hoạt cảnh trên đối tượng đã có. Rồi bây giờ chúng ta thử preview lên. Đấy, đây là cách đối tượng xuất hiện đúng không? Vâng. Rồi bây giờ chúng ta show trang slide này lên này. Chúng ta đã thấy cái đối tượng này nó vào chưa? Nó đã xuất hiện chưa? Chưa. Bình thường là nó có rồi, tại vì chúng ta không thiết lập hiệu ứng cho nó. Nhưng vì vừa rồi chúng ta đã thực hiện một cái thao tác là thiết lập hiệu ứng vào cho đối tượng. Do đó bây giờ hiệu ứng đấy mặc định ấy thì nó chỉ được thực hiện khi chúng ta click chuột thôi. Vâng. Do đó chúng ta phải click chuột hoặc là sử dụng cái phím mũi tên sang phải hoặc là diện xuống dưới, đúng không? Thì lúc đấy đối tượng sẽ vào hay là cách khác là hiệu ứng xuất hiện. Và hoàn toàn tương tự như vậy với các hiệu ứng. Như vậy để thiết lập hiệu ứng cho một đối tượng thì bước đầu tiên chúng ta phải chọn đối tượng, đúng không ạ? Sau đó sẽ chọn hiệu ứng chúng ta mong muốn. Nếu mà trong cái nhóm bên trên này entrance, implicit, exit hay là motion path ấy thì số lượng hiệu ứng trong mỗi một nhóm nó giới hạn. Nếu chúng ta muốn nhiều hiệu ứng hơn thì chúng ta sẽ chọn more entrance effect hay là more implicit effect, vân vân. Ví dụ tôi thêm một trang slide trắng nhé. Tôi sẽ tạo một cái hiệu ứng motion path. Insert thêm một trang slide trắng blank. Rồi, tôi insert một đối tượng hình trái tim chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ cho cái đối tượng trái tim này nó di chuyển theo một cái motion path. Thì đầu tiên chúng ta phải chọn là gì ạ? Đối tượng đã, đúng không? Sau đó vào thẻ animation. Click vào nút more và chúng ta kéo xuống cái nhóm hoạt cảnh có tên là motion path. Và chúng ta chọn một cái hiệu ứng nào đó ở đây. Ví dụ tôi chọn cái hoạt cảnh loop. Thì đây chính là cái đường mà trái tim này nó sẽ di chuyển theo, cái đối tượng của chúng ta nó sẽ di chuyển theo. Chúng ta có thể preview để xem. Vậy nếu chúng ta muốn thay đổi cái motion path này có được không? Muốn chọn một cái đường motion path khác có được không? Được, đúng không? Chúng ta có thể chọn trực tiếp ở đây. Đây chính là chọn một cái motion path khác này. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi cái motion path, tôi muốn cái motion path này to lên. Thì cái này giống như thay đổi đối tượng picture ấy, chúng ta có 8 điểm xử lý đây. Ở 4 góc và 4 cạnh. Đúng không? Thì chúng ta có thể thay đổi đây, đây chính là motion path, tôi đã cho nó to hơn. Đấy là vừa rồi chúng ta đã thay đổi. Nhưng mà nó vẫn giữ được cái hình đấy, đúng không? Vậy nếu tôi muốn làm biến dạng cái đường motion path này đi thì sao? Thì lúc đó chúng ta sẽ click chuột phải lên cái motion path này. Sau đó chọn edit point. Lúc này nó sẽ xuất hiện các điểm xử lý màu đen này. Và chúng ta có thể thay đổi vị trí của các điểm xử lý này để làm biến dạng cái motion path của mình đi. Được chưa? Ví dụ như thế. Sau đó preview xem. Ok. Thôi bên slide chắc là chỉ cần nói thế thôi nhỉ. Chúng ta có muốn nói thêm về cái gì không? Có một cái đó là slide master nó cũng khá là hay ấy. À, nhưng mà trước khi nói về cái đấy ấy, mình có cần nói không nhỉ? Có mọi người có muốn nói không? Thì tôi sẽ show thử một số các hiệu ứng để chúng ta xem nhé. Hiệu ứng các cái hoạt cảnh ấy chúng ta mà kết hợp với nó lại
thì nó sẽ tạo ra một số cái cũng khá là thú vị. Ví dụ như thứ nhất là với những cái thầy cô giáo nào mà giảng cấp 1 ý, mà thì có những cái cảnh thì sẽ gây sự chú ý nhiều hơn cho các bạn học sinh. Ví dụ thử xem một cái. Cái này nó còn liên quan đến trigger nữa. Ok, ví dụ nhé. Ví dụ của hiệu ứng dữ lật này. Ví dụ đây nó giống như là một cái ô chữ ấy. Khi chúng ta click vào một cái ô nào đó thì cái ký tự trong cái ô đấy nó sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Thì thực chất đây nó có rất là nhiều cách làm, nhưng ví dụ đây tôi làm theo cách là có một cái bảng, đúng không ạ? Và trong mỗi một cái ô của bảng đấy đã có text rồi. Tôi đã thêm một cái hình chữ nhật để che cái ô đấy đi, đúng không ạ? Và khi tôi click vào từng cái ô này thì cái hình chữ nhật đấy nó sẽ cái tự che nó sẽ bị biến mất, hay là nó ra exit ấy, chính là hiệu ứng exit. Và chúng ta nhìn thấy ngoài cái việc mà chúng ta thiết lập hiệu ứng vừa rồi nữa, nó còn có liên quan đến cái gọi là trigger. Tại vì chúng ta thấy vừa rồi là khi tôi click chuột, muốn click chuột ở đâu đi chăng nữa thì cái hiệu ứng đấy vẫn được thực hiện, đúng không ạ? Với cái hiệu ứng lúc nãy chúng ta nhớ không, tôi chỉ cần click chuột thôi, còn click chuột vào đâu. Đây tôi quay lại cái này, tôi nói thêm một chút nữa về cái thiết thực hiện hiệu ứng. Đây, tôi thêm cái hiệu ứng motion khác chúng ta xem nhé. Khi tôi đã có một cái hiệu ứng ở đây rồi thì khi tôi show trang slide này lên, miễn là tôi click chuột, còn click chuột vào đâu cũng được, nó luôn luôn thực hiện cái hiệu ứng đấy, đúng không? Đây ví dụ đây, tôi click chuột đi đâu cũng được thì cái hiệu ứng đấy sẽ được thực thi, được chưa ạ? Đây chúng ta quan sát một chút cái chỗ nhóm tham linh này, nhóm tham linh nhé. Trong thẻ animation ấy, nhóm tham linh thứ nhất là start, mặc định nó đang là gì đấy, on click, có nghĩa là khi chúng ta click chuột là hiệu ứng đấy sẽ được thực thi. Thế còn cái thứ hai nữa, cái tùy chọn thứ hai chúng ta có thể chọn đó là with previous, có nghĩa là cái hoạt cảnh này sẽ được thực hiện đồng thời với cái hoạt cảnh trước đó. Tức là gì? Ví dụ trong cái trang slide này của tôi có rất là nhiều đối tượng và có nhiều hoạt cảnh đã được thiết lập. Nếu tôi chọn là with previous thì cái hoạt cảnh này sẽ được thực hiện đồng thời với cái hoạt cảnh trước đó. Tôi ví dụ tôi thêm một cái hoạt cảnh nữa nhé. Tôi cho một đối tượng này biến mất đi. Cho một cái mặt cười này. Ok, đây. Tôi thiết lập cái hiệu ứng cho cái hoạt cảnh cho cái đối tượng này là biến mất. Animation exit. Yeah, yeah. Như vậy chúng ta thấy ở đây tôi đang có mấy hoạt cảnh? Hai, đúng không? Và click animation pane để có thể xem được danh sách các hoạt cảnh và thứ tự nó thiết lập như thế nào. Hiện nay thì hai hoạt cảnh này có nghĩa là nếu mà theo thứ tự như này có nghĩa là gì? Khi tôi click chuột thì sao? Để tìm đi trước. Khi tôi click chuột thì làm sao? Đây chúng ta sửa sâu lên nhé. Khi tôi click chuột này. Đúng không? Đó. Thì tại vì đây thứ tự các hoạt cảnh sau hoạt cảnh thứ nhất này thì đến hoạt cảnh thứ hai. Vậy nếu mà thay vì như vậy tôi muốn là hai hoạt cảnh này nó xảy ra đồng thời với nhau thì cái hoạt cảnh thứ hai này tôi sẽ thiết lập nó là gì? With previous, có nghĩa là đồng thời với cái hiệu ứng xảy ra trước đó. Được không? Thì chúng ta thử show lên xem. Khi chúng ta click chuột thì cả hai cái hoạt cảnh này đã được thực hiện đồng thời, đúng không ạ? Thế còn nếu mà after previous có nghĩa là hiệu ứng này sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng trước thực thi xong. Duration là thời gian thiết lập hiệu ứng, delay là độ trễ. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự các hoạt cảnh này bằng cách kéo thả hoặc là sử dụng cái nút move earlier để đẩy nó lên trên, hoặc là move later để đẩy nó xuống dưới, là sắp xếp thứ tự các hiệu ứng. Hoặc chúng ta có thể xóa nó đi bằng cách click vào mũi tên đây, sau đó chọn gì ạ? Remove để xóa cái hoạt cảnh trên đối tượng chúng ta đang chọn. Vừa rồi chúng ta đã tạo hai hiệu ứng, hai hoạt cảnh đối với hai đối tượng khác nhau. Vậy chúng ta có thể thiết lập nhiều hoạt cảnh trên cùng một đối tượng hay không? Tôi cho đối tượng này di chuyển xong thì tôi cho nó biến mất. Như vậy tôi đã phải tác động mấy loại hoạt cảnh trên đối tượng đó? Hai ạ.
ai, đúng không? Như vậy là trên cùng một đối tượng chúng ta có thể thiết lập nhiều hoạt cảnh khác nhau. Bây giờ ví dụ tôi xóa cái đối tượng này đi để chúng ta đỡ bị lẫn nhé. Tôi muốn là sau khi đối tượng này xuất hiện xong, tôi sẽ thiết lập thêm cho nó một cái hoạt cảnh nữa, đó là hoạt cảnh biến mất, exit. Thì lúc đấy chúng ta sẽ chọn nó ở đâu? Làm sao để có thể thiết lập thêm một hoạt cảnh trên cái đối tượng hình trái tim này? Thì chúng ta lưu ý nhé, nếu chúng ta click vào nút More này, sau đó lại chọn một cái hoạt cảnh trong nhóm này, thì có nghĩa là tôi đã thay thế cái hoạt cảnh đầu bằng cái hoạt cảnh mới tôi chọn, được chưa ạ? Vâng. Mà muốn thêm một hoạt cảnh mới, chúng ta phải click vào nút Add Animation. Còn nếu chọn bên này thì chỉ là thay thế thôi. Ví dụ, ở đây chúng ta phải Add Animation để thêm một hiệu ứng nữa. Ví dụ sau khi Motion Pass xong, tôi cho đối tượng này xuất hiện biến mất. Là gì ạ? Fly out nhé. Ok. Rồi. À, tôi cho cái thằng này là gì? After Previous. Khi chúng ta chọn After Previous, chúng ta nhìn thấy chưa? Đây. Trục thời gian chúng ta nhìn thấy rõ đây. Sau khi thực hiện cái hiệu ứng Motion Pass xong thì nó sẽ thực hiện cái hiệu ứng thứ hai này. Đây chính là cái trục thời gian của nó đây. Và bây giờ chúng ta thử show lên để xem. Bình thường, vậy nếu mà trong trường hợp tôi không thiết lập cái thằng này là After Previous thì nó khác gì nhỉ? Hai cái này nó khác gì nhau? Cái thằng thứ hai này nhá, hiện nay tôi đang thiết lập là After Previous. Vậy nếu tôi không thiết lập là After Previous thì sao? Khi nào tôi thực hiện hiệu ứng thứ nhất xong thì tôi phải click chuột thì thực hiện hiệu ứng thứ hai nó mới thực hiện. Còn với cái cách làm cái mà tôi đang thiết lập ở đây này thì là gì? Sau khi thực hiện hiệu ứng thứ nhất xong thì hiệu ứng thứ hai sẽ được thực hiện luôn. Đấy, nó là sự khác nhau ở chỗ đó. Đấy, motion pass xong nhé, là biến mất. Được chưa? Ok. Rồi quay trở lại cái ví dụ này. Tôi đã, vừa rồi chúng ta thấy là đối tượng này sẽ biến mất, motion pass sẽ thực hiện hiệu ứng di chuyển theo một cái đường động ấy, khi chúng ta click chuột vào một vị trí bất kỳ, đúng không? Đúng. Nhưng ở bên này thì khác này. Khi nào tôi phải click đúng vào cái ô này thì đối tượng đấy nó mới biến mất. Lúc đấy đó là trigger. Trigger dịch ra tiếng Việt thì nó gọi là cái gì nhỉ? Trigger. Nó giống như cái kích hoạt ấy. Kích hoạt để cái hiệu ứng đấy thực hiện. Hiểu không? Đây, hiện nay trigger của nó này. Chúng ta có thể thiết lập tôi muốn là gì? Khi nào tôi click vào hình trái tim này thì đối tượng đấy mới thực hiện hiệu ứng. Hiện nay nó, chúng ta chưa thiết lập trigger cho nó nhé. Chúng ta quan sát này, khi tôi thiết lập trigger cho nó này, nó có gì khác nhau nhé. Tôi show lên này. Đấy. Khi tôi di chuyển qua cái đối tượng hình trái tim này, bây giờ nó đã xuất hiện hình bàn tay. Do tôi vừa thực hiện một thao tác là thiết lập trigger, đối tượng này chỉ di chuyển khi tôi click chuột vào hình trái tim. Còn nếu tôi click chuột ra ngoài thì hiệu ứng có được thực thi không? Không ạ. Không. Và lúc đấy nó lại chuyển sang trang slide khác. Đúng không? Đấy. Còn nếu tôi click chuột vào hình trái tim này, vừa rồi tôi click chuột ra ngoài thì nó sang trang slide kế tiếp nhé. Khi tôi click chuột vào đúng cái hình trái tim này thì nó sẽ thực hiện hiệu ứng. Đấy chính là trigger. Show nhanh không thì không kịp thời gian. Đây ví dụ nhé. Tôi click vào một ô. Đấy, chúng ta nhìn thấy hình bàn tay không? Tại vì tôi đã thiết lập trigger hết rồi. Khi tôi click chuột vào một ô thì cái text mà che cái ô này, cái hình chữ nhật mà che cái ô này đi, nó bị biến mất. Đúng không ạ? Thì đây là hiệu ứng exit thôi. Hoặc là một ví dụ khác. Một ví dụ khác. Cái hiệu ứng này tôi đang thiết lập là hiệu ứng gì đấy ạ? Cái này chính là cái emphasis, cái nhấn mạnh làm nổi bật ấy. Nhưng có điều tôi đã cho nó lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng không? Nhìn nó hơi đau mắt một chút. Ok, tiếp theo nữa, khi mà tôi nhấn vào một cái con số nào đấy ở đây này, thì cái đáp án tương ứng với con số này sẽ di chuyển đến nhé. Đây chính là hiệu ứng motion path này. Được chưa? Đây chính là motion path. Và sau khi đối tượng cuối cùng thì chúng ta thấy là thằng cái đấy biến mất. Rồi chúng ta sẽ kết thúc phần PowerPoint tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái đề ví dụ nhé. Tôi sẽ lấy một cái đề thi ví dụ để chúng ta làm thử. Đề này dễ quá. Đề khác.
Đây ví dụ về một cái đề thi thực hành đây. Đề thi này, phần thi thực hành của chúng ta làm trong vòng 60 phút, gồm có 3 phần Word, Excel và PowerPoint. Thông thường, phần PowerPoint sẽ được lấy dữ liệu từ phần Word sang để chúng ta đỡ mất thời gian gõ. Do đó, khi làm bài thì chúng ta cũng nên làm phần Word trước khi làm phần PowerPoint để chúng ta mất thời gian đỡ mất thời gian gõ, đúng không ạ? Chúng ta xem cái đề này. Thì phần đầu tiên thì khi mà cái này trước khi làm bài thì để sau khi thi chúng ta lưu ý thôi. Tại vì chúng ta cần phải có một cái thư mục đặt tên theo số báo danh và ba cái file làm bài này cũng đặt tên theo số báo danh của mình. Phần Word thì đầu tiên người ta sẽ yêu cầu chúng ta làm thao tác này. Ví dụ như thiết lập phông chữ, lề này, header, footer, thiết lập page color, watermark và vân vân. Cái phần này chắc là không có cần có gì phải nói đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo, đây là phần nội dung chúng ta vừa rồi là chúng ta tạo vào một file mới và thiết lập một số các cái định dạng cho cái tài liệu này. Đến câu 2 này, chúng ta bắt đầu tạo nội dung cho cái file Word đó. Thì đây là nội dung của file Word. Có vấn đề gì không ạ? Không đúng không? Chúng ta thấy đây chính là gì? Word Art. Đúng chưa? Word Art này chúng ta thêm các ký tự đặc biệt. Đây là hai ký tự đặc biệt này. Bên dưới này chúng ta có gì? Một báo. Danh sách, list. Và có underline. Đúng chưa? Đây là list nhá. Dạng danh sách, ký hiệu đấy. Underline, có drop cap, có double slide rule, vân vân, drop cap và chia cột, có line between giữa hai cột này. Đúng không? Bên dưới này nó là cái gì? Đây là một cái gì ạ? Đây là một cái gì? Hộp. Một cái smart, một cái sơ đồ khối ấy. Smart dạng gì ạ? Dạng list. Đây, smart art đây, insert này, smart art đây, đúng không? Dạng list. Nó có rất là nhiều dạng, cái dạng chúng ta nhìn thấy nó chính là cái này này, list, đúng không? Đây. Tất nhiên là cái phần Word ý, thực ra thì nó có rất nhiều nội dung, nhưng vì chỉ trong 60 phút mà có cả 3 phần, do đó thì không phải là đề nào chúng ta cũng có thể hỏi được tất cả các nội dung liên quan. Thì có thể đề này theo kiểu này, nhưng có thể đề nó lại theo một cái kiểu khác, ví dụ tạo bảng, vân vân. Nó có khác một chút đi chẳng hạn, hay là thiết lập tab. Tại vì nó có 60 phút thôi, cho cả 3 phần, đúng không ạ? Chúng ta nói phần PowerPoint trước nhé, phần Excel thì nói sau này. Phần PowerPoint đây, thông thường đề sẽ yêu cầu chúng ta tạo khoảng 4 trang slide với cái nội dung để ta cho sẵn đây. Và chúng ta nhìn thấy ngay rõ ràng nó lấy từ đâu? Từ Word sang, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta làm Word sang và chúng ta chỉ biết copy paste sang bên này thôi. Copy paste, đúng không? Bên này nó bổ sung thêm hai cái mới, đó là gì? Cái shape hình trái tim và cái shape hình này, đúng không ạ? Hai cái hình khối thôi, còn những cái kia này bên kia có hết rồi, đúng không? Đấy là yêu cầu thứ nhất là tạo khoảng 4 trang slide. Với cái yêu cầu tạo này thì chúng ta có khoảng 1 điểm cho cái phần tạo đủ nội dung. Tiếp theo là câu 2, câu 3 trong phần PowerPoint thì yêu cầu chúng ta thiết lập đánh số trang, thiết lập header, footer, thiết lập team cho bài thuyết trình. Cái này có dễ không ạ? Ta vừa mới nói xong. Insert header, footer, còn thiết lập team thì chúng ta vào thẻ design. Tạo hiệu ứng chuyển slide chính là hiệu ứng gì đấy? Transition. Transition, đúng không? Đây chính là transition. Tiếp theo, tạo hoạt cảnh exit là fade. Đây chính là animation cho đối tượng shape trên trang slide cuối cùng. Nhớ là hoạt hiệu ứng chuyển trang thì nó là cho tất cả các trang, đúng không ạ? Vâng. Nhớ là apply to all nhé. Tiếp theo nữa là gì? Hoạt cảnh thì cho đối tượng shape trên slide được cuối cùng. Đối tượng shape trên slide cuối cùng chính là đối tượng này đây, đúng không? Thì chúng ta chọn đối tượng này, sau đó vào thẻ animation và thêm cái hiệu ứng có tên là trong nhóm exit có tên là fade. Thế thôi. Bây giờ chuyển sang phần Excel này. Phần Excel thì bao giờ chúng ta nhớ là Word với PowerPoint là chúng ta phải tạo ra hai file mới từ đầu, đúng không ạ? Nhưng riêng phần Excel ấy, chúng ta sẽ không phải tạo ra một file Excel mới, tại vì người ta sẽ cho chúng ta sẵn dữ liệu rồi, cho sẵn một file dữ liệu. Nhiệm vụ chúng ta là phải hoàn thiện các công thức để điền dữ liệu cho những cái cột còn trống hoặc là làm theo yêu cầu để, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ copy cái file dữ liệu này để chúng ta làm nhé. Copy file dữ liệu này đặt trên đâu nhỉ?
trên team này hay là trên đấy ạ? Copy vào team này nhé. Được ạ. Rồi, chúng ta sẽ copy một file vào đây. Chúng ta vào cửa sổ chat, chúng ta có thể thấy được. Tôi copy luôn cái đề vào trong đấy, để yêu cầu vào trong đó để chúng ta nhìn cho dễ. Rồi chúng ta tôi sẽ copy lên trên cái group chat của trên team này để chúng ta lấy luôn. Được rồi đấy ạ. Chúng ta mở được file này ra chưa ạ? Cô ấy cũng gửi file này vào Zalo đi cô. Không lấy được. Vâng. À đấy ạ, vâng. Zalo ạ. Được chưa ạ? Các anh chị mở hết file này ra chưa ạ? Alo ạ. Rồi ạ. Vâng. Đây là một đề thi thử, thi rồi đấy, thi thật rồi. Ví dụ như ở đây chúng ta phải xác định này, yêu cầu bên dưới đây, lập công thức cho cột mã rau. Chính là hai ký tự đầu của chứng từ. Như vậy chúng ta sử dụng hàm gì để lấy ra được hai ký tự đầu đấy ạ? Hàm let. Muốn lấy hàm gì ạ? Let. Hàm let. Hàm let. Bằng let. Mã rau sẽ là let của cái nào? Của cái chứng từ. Tức là B4. B4. Vâng. Tiếp theo, nhớ là lép này là lép của tách thôi nhá, lép của một cái tách nào đó chứ không thể nào lép của một vùng ô, được không ạ? Lép này là lép của một cái tách nào đấy thôi chứ không thể nào là một vùng ô. Ví dụ tôi không thể nào lép của B4 2.B12 được. Rồi lấy ra mấy ký tự ạ? 2 ạ. Lấy ra 2, đúng không ạ? Vâng. Lép của B4.2 lấy ra 2 ký tự, tên trái nhất của nó chính là mã rau. Tiếp theo, loại rau thì lập công thức cho cột loại rau và giá bán dựa vào cái bảng mã giá, bảng giá và mã rau. Như vậy đây, chúng ta có mã rau rồi. Bây giờ muốn tìm được tên rau thì chúng ta phải thực hiện thao tác đó là gì? Dò tìm ở trong cái bảng giá đây đúng không ạ? Vâng. Mã rau là XL. Đây tôi lấy XL, tôi dò tìm trong cái bảng bên dưới này. XL đây. Sau đó đối sánh sang cái cột tương ứng để tôi tìm được cái tên theo yêu cầu. Thì để thực hiện cái cách làm giống như vừa rồi ấy, đấy, lấy giá trị này, xong dò trong cái bảng này, được không ạ? Sau đó lấy kết quả trả lại là cái cột, một cái chỉ số cột nào đó, đúng không? Một cái dữ liệu ở cái cột tương ứng, được không ạ? Thì cái hàm nào cho phép chúng ta thực hiện cái điều này ạ? Hàm gì ạ? Hàm lúc áp ạ. Cái bảng này của chúng ta đang được bố trí theo gì? Theo cột. Đúng không? Đang được bố trí theo cột. Do đó ở đây chúng ta sẽ sử dụng bằng VLOOKUP. Bằng VLOOKUP. Giá trị đem dò là cái gì? Chúng ta lấy cái gì để đem đi dò tìm ở trong cái bảng dò? Hàm này có 4 tham số đúng không? Đầu tiên là giá trị đem dò này, lookup value. Tham số thứ hai là bảng dò tìm, table array. Tham số thứ ba là chỉ số cột. Tham số thứ tư là kiểu dò tìm. Giá trị đem dò là cái gì? Là gì ạ? Chúng ta lấy cái gì đem dò? Tôi muốn tìm mã rau XL là cái gì thì tôi phải lấy XL tôi dò trong bảng dưới này đúng không? Vâng. Tương tự như vậy tôi muốn xem cái KT loại rau của nó là gì thì tôi lại phải dò nó trong cái bảng giá này. Đúng không? Như vậy giá trị đem dò chính là gì?
chính là C mấy? C4, đúng không? Chính là mã rau, và khi chúng ta copy xuống dưới thì nó trở thành C5, C6, C7, vân vân. Đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo, bảng dò tìm là bảng nào? Bảng giá. Bảng giá, chúng ta lấy từ đâu ạ? Lấy từ CR cho đến hai cột thôi, đúng không? Vâng. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cột này thôi. Còn chúng ta lấy đến thêm bao nhiêu cột cũng được, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan tâm cột này, nên là chúng ta cũng chỉ nên lấy cái bảng dò tìm trong cái vùng này thôi. Nhấn phím F4 để lấy địa chỉ tuyệt đối, tại vì tất cả các loại rau, các cái mã rau tôi đều dò tìm trong cái bảng này, đúng không? Do đó cố định cái bảng dò tìm này bằng cách lấy địa chỉ tuyệt đối. Như vậy C4 là tương đối này, giá trị đem dò là địa chỉ tương đối, nhưng cái bảng dò tìm này phải lấy địa chỉ tuyệt đối. Tiếp theo. Số 2 ạ. Chỉ số cột lấy dữ liệu trả về là cột thứ mấy? Thì cái bảng dò tìm này của chúng ta đang có hai cột. Đây là cái cột thứ nhất và đây là cột thứ 2. Và cái chúng ta muốn lấy về nó nằm ở cột thứ 2 này. Do đó chỉ số cột lấy dữ liệu trả về là cột thứ 2. Và kiểu dò tìm là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu false, tức là tuyệt đối. Thế còn true thì nó là cái gì? Là dò tìm theo kiểu tương đối. Ví dụ như này nhé. Trong trường hợp nào chúng ta dò tìm theo kiểu tương đối? Tôi lấy ví dụ, tôi có một cái bảng điểm. Đây là họ tên này. Sau đó có cột tiếp theo là điểm trung bình chẳng hạn. Điểm trung bình. Ví dụ có bạn này thì được 4 điểm. Bạn này được 3,2. Bạn này được 7,8. Vân vân. 7,8. Nhưng mà tôi có một cái bảng xếp loại. Ví dụ như là gì? 9 giỏi, 7 khá, 5 trung bình. Đấy, ví dụ như thế này. Thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta có dò tìm theo kiểu false, tức là tuyệt đối được không? Không ạ. Không. Lúc đó chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tương đối. Được chưa? Được. Tại vì đây điểm này 3,2 này 7,8. Hiểu chưa? Được. Như vậy đây chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tuyệt đối, tức là false. Anh Trung quay trở lại chưa ạ? C4 này, giá trị đem dò, bảng dò tìm, chỉ số cột lấy dữ liệu trả về và kiểu dò tìm. Được chưa ạ? Được. Rồi, tiếp theo, giá bán có tương tự không ạ? Giá bán có tương tự không? Có. Có, đúng không? Nhưng có điều, bây giờ cái chỉ số cột lấy dữ liệu trả về nó khác. Giá bán, tôi muốn tìm được giá bán thì tôi cũng phải lấy gì? Tôi có thể dò theo một trong hai cách. Tôi có thể dò theo mã rau được không? Được. Được ạ. Tôi có thể dò theo tên. Loại rau. Tên rau. Đúng không? À, loại rau. Tức là gì? Tôi có thể dò theo một trong hai cái này. Nhưng khi chúng ta dò theo cái điều kiện nào đó, thì cái bảng dò tìm nó phải phù hợp tương ứng. Hai bảng dò tìm này rõ ràng nó khác hoàn toàn nhau. Tại sao? Tại vì với hàm VLOOKUP chúng ta nhớ là giá trị đem dò phải luôn luôn được xuất hiện ở cột đầu tiên của bảng dò, đúng không? Ví dụ chúng ta dò theo mã rau thì bảng dò tìm chúng ta phải lấy bắt đầu từ đây, đúng không? Từ cột A. Nhưng nếu tôi dò theo loại rau thì bảng dò tìm của tôi phải bắt đầu từ cột B. Được. Yeah. Okay. Như vậy đây tôi dò theo mã rau nhé, giá bán bằng VLOOKUP. Giá trị đem dò là gì? Mã rau. Bảng dò tìm, bây giờ chúng ta sẽ lấy bắt đầu từ C17 cho đến C19. Sau đó, lấy địa chỉ tuyệt đối bằng cách nhấn phím F4. Tiếp theo, chỉ số cột lấy dữ liệu trả về là cột bao nhiêu? Thì ở đây, bảng dò tìm ta có 3 cột. Và cái tôi muốn lấy về nó nằm ở cột thứ 3. Do đó, chỉ số cột lấy dữ liệu trả về là cột thứ 3. Dò tìm. Đây chính là công thức để tìm giá bán. Giá trị đem dò, bảng dò tìm, chỉ số cột lấy dữ liệu trả về và kiểu dò tìm. Thế còn nếu chúng ta dò tìm theo loại rau thì đây sẽ là D mấy?
D4, đúng không? Và cái này không phải bảng gió từ A17 cho đến C19 mà bắt đầu phải từ B17 cho đến C19. Và chỉ số cột lấy dữ liệu trả về có phải cột 3 không? Không ạ. Không, mà nó sẽ là cột mấy ạ? Nó sẽ là cột 2. Không? Tại vì cái bảng gió của đấy chúng ta có cột 2. Kiểu dò tìm vẫn là false. Okay. Thành tiền tính như thế nào? Thành tiền bằng số lượng nhân giá bán. Số lượng chính là số kg ấy, đúng không? Có đúng không? Đúng đấy. Đúng rồi. Số kg. Để mình đổi nó một chút, đúng không? Lẽ ra phải là số kg nhân với giá bán đấy. Đấy. Tiền vận chuyển tính như thế nào? Thành tiền bằng số kg nhân với giá bán này. À, vận chuyển tính như nào? Nếu số lượng trên 30 kg thì miễn phí vận chuyển, tức là vận chuyển bằng 0. Còn lại thì tính bằng 2% của thành tiền. Như vậy đây chúng ta sẽ sử dụng hàm gì? If. Hàm if. Nếu biểu thức điều kiện là gì? Biểu thức điều kiện là gì ạ? Số kg. If cái gì ạ? E4. Lớn hơn hoặc bằng nhỉ? Lớn hơn 30. Thì phí vận chuyển là bằng 0. Còn ngược lại thì sẽ bằng 2% của thành tiền. Như vậy, value if false sẽ là thành tiền nhân với 2. Hay vậy đấy. Biểu thức điều kiện. Chị biết cái hàm này không? Học chưa? Value if gì ạ? Chuyện. Còn đây là value if. Tức là giá trị trả lại của hàm if. Biểu thức điều kiện. Đây là giá trị trả lại của hàm if. Nếu biểu thức điều kiện sai. Được phân tích sâu của vận chuyển. Biết lấy số lượng đúng 30 cân. Tính như nào? Lại tính 2% thành tiền. Lập phương tổng cộng bằng thành tiền này. Kéo phép ra luôn. Bằng thành tiền. Tiếp theo này. Tính cái bảng thống kê này, vẽ biểu đồ dạng bánh cho dữ liệu ở bảng thống kê. Chúng ta đang cần thống kê cái gì ạ? Bảng thống kê này yêu cầu đầy hàm thống kê tổng số kg của từng loại rau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng hàm gì ở đây? Hàm gì để tính được tổng số kg của từng loại rau? Hàm gì ạ? Hàm gì để tính được tổng số kg của từng loại rau ở đây? Giống như lúc nãy có giống như tính tổng thu nhập không ạ? Tổng thu nhập của từng phòng ban ấy. À, sum if. Đúng sum if. Đúng không? Đây là tính tổng của từng loại rau không? Tổng số kg của từng loại rau. Sum if, vùng điều kiện là vùng nào? Vùng nào cho biết là cà rốt, khoai tây hay là xà lách? Thì đó chính là vùng. Vùng. Vùng điều kiện là vùng nào? Vùng loại rau. Vùng loại rau. Có cần lấy địa chỉ tuyệt đối không ạ? Chúng ta có cần lấy địa chỉ tuyệt đối hay không? Công thức này sẽ được copy sang những cái cột bên phải. Và rõ ràng là cái vùng điều kiện này có cố định không? Có. Có, đúng không? Chúng ta lấy địa chỉ tuyệt đối. Tiếp theo, điều kiện là gì? Cái này thì giống hệt như cái bài mà tính tổng doanh thu hay là tổng thu nhập của từng phòng ban lúc nãy. Điều kiện sẽ là gì ạ? Vùng điều kiện xong rồi. Vậy bây giờ điều kiện sẽ là gì? Chúng ta có gõ cà rốt đặt trong cặp dấu nháy kép không? Tại vì tôi đang tính tổng số kg cho cà rốt. Điều kiện nó là E16. Chính xác vậy ạ.
Điều kiện là gì? Ở đây cái bảng thống kê này của chúng ta đang được bố trí theo hàng, còn cái bảng thống kê ở cái bài tính tổng thu nhập của từng phòng ban là bảng đấy được bố trí theo cột. Carrot. Đúng chưa ạ? Có phải là F16 không ạ? Hôm nay anh nói E16 đúng không? Hay F16? E16. E16 thì là sai, còn F16 thì là được. Đúng không ạ? Vâng. Cái địa chỉ F16 này có cố định không? F16 này có cố định hay không ạ? Cố định. Có cố định không, hay cố không? Định. Không cố định, tại vì nếu mà cố định thì khi chúng ta copy sang thì nó vẫn chỉ tính tổng số kg của gì thôi? Cà rốt thôi. Trong khi đó tôi muốn phải tính tổng số kg tiếp theo phải là của khoai tây, rồi đến tổng kg của salad, đúng không? Như vậy F16 không cố định. Để khi chúng ta copy sang phải nó trở thành F17, G17 và G18, G16 và G10. G16 và H16 thì nó mới là chính xác được. Đúng không ạ? Đây. Copy sang phải này, F16 nó sẽ trở thành G16 và trở thành H16. H16. Đúng rồi, H16. Số kg đó chính là vùng tính tổng. Có lấy địa chỉ tuyệt đối hay không? Có không ạ? Có. Có. Đúng không? Đây chính là công thức tính tổng số kg của từng loại rau. Vùng điều kiện và đây là vùng tính tổng. Rồi, sau đó chúng ta copy công thức sang phải. Thì khi chúng ta sang các công thức này, đây nó sẽ trở thành G16 và sang bên này nó sẽ trở thành H16 tương ứng với xà lách. Khoai tây xà lách đúng không ạ? Rồi, câu thứ chúng ta vẽ biểu đồ nữa. Vẽ biểu đồ dạng bánh, đúng không? Dạng pie. Hay là dạng quạt đấy. Chúng ta chọn vùng dữ liệu muốn vẽ này. Sau đó vào thẻ insert, chọn vùng dữ liệu muốn vẽ biểu đồ. Ví dụ đây tôi chọn bắt đầu từ E16 cho đến H17. Và thẻ insert, click biểu đồ dạng pie, chọn 3D. Được không ạ? Và muốn minh họa tỷ lệ phần trăm thì chọn quick layout cho nó. Đây là những cái layout nhanh, tức là nó có sẵn rồi. Chúng ta có thể không muốn theo cái layout này thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được. Được chưa ạ? Ok. Câu thứ 7. Copy bảng báo cáo doanh thu sang một sheet khác và sắp xếp bảng tính theo chiều A to Z của loại rau. Nếu trùng loại rau thì sắp xếp theo số lượng giảm dần và đổi tên sheet này thành sắp xếp. Giống như chúng ta vừa mới làm xong, đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ copy cái báo cáo doanh thu này sang một sheet khác. Copy bằng cách nào? Chúng ta có copy paste bình thường không? Người ta không bảo copy cả sheet nhé. Nếu copy cả sheet thì có đơn giản không ạ? Đây người ta chỉ bảo là copy bảng báo cáo doanh thu thôi. Như vậy chúng ta chỉ copy mỗi cái bảng này này. Thì để copy được cái bảng này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác copy và paste hai lần. Paste value và paste formatting, tức là sao chép giá trị và sao chép định dạng. Đúng không ạ? Nào chúng ta copy này. Sau đó thêm một sheet mới và paste nó ra đây. Tôi click phải tại cái ô đầu tiên tôi muốn copy tới, ví dụ tôi đặt tại ô A1, và sau đó chúng ta chọn value, sao chép giá trị, và lần thứ hai tôi lại click chuột phải. Bây giờ tôi sẽ sao chép định dạng để chúng ta đỡ phải định dạng lại, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà nếu chúng ta đọc đề chúng ta sẽ thấy nó luôn luôn có hai câu. Một câu thực hiện thao tác sắp xếp và một câu thực hiện thao tác lọc. Đúng không ạ? Một câu thực hiện thao tác sắp xếp và một câu lọc. Do đó, trước khi thực hiện việc sắp xếp, đây, nhìn thấy đây này. Copy sheet này sang một sheet khác thực hiện sắp xếp và lại copy cái này sang một sheet khác để thực hiện việc lọc. Do đó, sau khi tôi đã có cái sheet này rồi, thì trước khi sắp xếp chúng ta hãy sao chép cái sheet này sang thêm một sheet mới nữa. Mục đích là để một sheet thực hiện thao tác sắp xếp và một sheet sử dụng để thực hiện thao tác lọc.
Và bây giờ chúng ta sẽ copy cái sheet này thì đơn giản đúng không? Nhấn giữ phím Ctrl này, sau đó nhấp chuột vào tên sheet, sao chép, kéo sang phải. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi tên. Một sheet có tên là sắp xếp và một sheet có tên là lọc. Đây, sheet này dành cho việc sắp xếp này. Sheet này dành cho việc lọc. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện thao tác sắp xếp trước nhé. Trở về sheet sắp xếp để thực hiện thao tác sắp xếp. Đầu tiên là sắp xếp theo A to Z của loại rau. Nếu chủng loại rau thì xếp sắp xếp theo số lượng giảm dần. Do đó, chúng ta sẽ trở về sheet sắp xếp, chọn vùng dữ liệu muốn sắp. Ở đây, tôi cũng vẫn muốn giữ nguyên cái cột số thứ tự. Do đó, tôi sẽ bỏ qua không chọn cột số thứ tự nữa. Được chưa? Tiếp theo, vào đâu? Vào đâu để thực hiện thao tác sắp xếp ạ? Vào thẻ, có thể vào thẻ home, có thể vào thẻ data. Ví dụ ở đây tôi vào thẻ home. Trong nhóm editing, click vào nút shot and filter, sau đó chúng ta chọn custom shot, đúng không? Tại shot by chúng ta sẽ chọn là gì? Loại rau. Và theo thứ tự A to Z. Để thêm một tiêu chí sắp xếp nữa, chúng ta click vào nút add level. Đầu tiên là sắp xếp theo gì? Loại rau, số lượng. Từ A to Z, và sau đó thì sắp xếp theo số lượng giảm dần hay tăng dần ạ? Số kg giảm dần hay tăng dần? Giảm dần ạ. Giảm dần thì chúng ta sẽ chọn là largest to smallest. Thì đây chính là bảng điều kiện để chúng ta thực hiện thao tác sắp xếp. Đầu tiên là theo loại rau, thứ tự A to Z. Và nếu trùng loại rau rồi thì sắp xếp theo số kg giảm dần. Sau đó click vào OK để xem kết quả. Như vậy đây chính là kết quả chúng ta đã thực hiện thao tác sắp xếp, đúng không? Theo loại rau. Và nếu cùng loại rau thì sắp xếp giảm dần theo số kg. Ok. Chuyển sang sheet lọc. Với sheet lọc này chúng ta cần thực hiện cái gì? Lọc các cái chứng từ, tức là các cái dòng ấy, mà có số lượng nhỏ hơn 10 hoặc lớn hơn 40. Đổi sheet thành lọc, chúng ta đổi tên rồi. Như vậy chỉ cần lọc ra những cái dòng, những cái chứng từ mà có số kg là nhỏ hơn 10 hoặc là lớn hơn 40. Trong cái này chả có cái nào nhỏ hơn 10 cả nhỉ. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn phải thực hiện điều kiện lọc theo người ta yêu cầu, đúng không? Mặc dù là không có cái số kg nào nhỏ hơn 10 cả, nhưng mà chúng ta vẫn phải lọc theo cái yêu cầu đấy. Để thực hiện thao tác lọc, đây chính là lọc tự động thôi. Chúng ta sẽ đặt con chuột chuột vào một cái ô tiêu đề bất kỳ, ô nào cũng được, hoặc có thể chọn luôn cả cái vùng tiêu đề đây. Sau đó vào thẻ home, click vào nút sharp and filter trong nhóm editing. Sau đó chọn filter, hoặc chúng ta cũng có thể vào thẻ data trong nhóm sharp and filter, click vào nút filter. Với cách này thì chúng ta thấy là đã xuất hiện giống như tên ở bên phải mỗi tiêu đề ô. Chúng ta có thể thực hiện thao tác lọc tự động rồi. Ở đây chúng ta cần lọc theo kg, click vào mũi tên của kg. Sau đó chọn number filter. Tại đây chúng ta sẽ chọn là gì ạ? Cái này chúng ta lúc nãy chúng ta vừa mới làm xong. Lương dưới 7 triệu hoặc là trên 8 triệu ấy, đúng không? Chúng ta sẽ chọn gì? Custom filter. Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có là chọn cái tùy chọn thứ nhất là dưới 10 kg, hoặc nhớ lại điều kiện O, trên hoặc là trên 40 kg. Ok. Đấy. Như vậy vừa rồi chúng ta đã hoàn thiện xong một cái đề thi thật rồi của một cái lớp cũng lâu lâu rồi. Thì chúng ta có thể hình dung được cái cấu trúc của một cái đề thi nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là trong số các anh chị mà đang còn ngồi ở đây đến bây giờ, chắc là thấy nó rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Thì bài thi nó chỉ như thế thôi. Đấy là phần thi thực hành.
Thế còn phần thi trắc nghiệm thì sao? Thì chúng ta biết rồi, phần thi trắc nghiệm gồm có bao nhiêu câu? Trắc nghiệm bao nhiêu câu ạ? 40 câu. 10 câu trong 700 câu. Cái ngân hàng 700 câu đấy. Nhưng thực không biết là các anh chị đã xem cái ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đấy chưa ạ? Sơ sơ. Thì nếu mà chúng ta nhìn để xem kỹ thì chúng ta sẽ thấy là trong 700 câu đấy thì nó đã chiếm tới khoảng 200 câu cho phần Word, 200 câu hỏi cho phần Excel và khoảng 100 câu cho phần PowerPoint. Như vậy riêng Word, Excel và PowerPoint nó đã chiếm tỷ trọng khoảng 500 câu rồi. Như vậy là chỉ còn 200 câu cho ba cái module còn lại thôi. Thì cái phần này các anh chị về xem trước đi, xong là có cái gì thắc mắc thì buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Đúng không ạ? Hôm thi ấy, thì cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết về phần thi trắc nghiệm. Có 40 câu và thời gian làm bài là 40 phút. Thì chúng ta có thể làm hết thời gian, hoặc nếu trong trường hợp mà làm chưa hết thời gian nhưng tôi làm xong rồi thì chúng ta vẫn có thể nộp bài trước. Sau khi chúng ta nộp bài xong thì nó sẽ hiển thị kết quả luôn. Còn nếu mà chúng ta không nộp bài trước mà hết giờ rồi ấy, thì hệ thống cũng tự động nộp bài của chúng ta lên và tự chấm điểm luôn. Và bài thi trắc nghiệm là mà phải đạt thì chúng ta mới làm tiếp phần thực hành. Chúng ta có thắc mắc gì nữa không ạ? Có hỏi phần nào không ạ? Cô gửi cái bài cho Word với cả PowerPoint để làm thử ở đấy. Em thấy Word PowerPoint khó hơn Excel.